Như chưa nói tuần rồi đó à. Từ giờ trở đi ở trong trong mình nó sẽ có những cái căng thẳng tăng tăng tốc, những cái quá trình tái tạo những thói quen ở trong mình biết là nó có những thói quen, ví dụ như là mình hay lên mạng mình tìm cái này tìm cái nào giải trí, bây giờ những cái thói quen đó nó sẽ tăng tốc, nó cứ nhào vào mạng nó đi tìm cái này tìm cái nào, mình điên cái đầu mình không có làm gì được, giống như là nó làm cho cái thói quen nó rõ không thể chối bỏ được. Có bạn chia sẻ với chủ bây giờ là tứ bề thọ địch trong mình nó rất là căng, tất cả những vấn đề nó ra một cách ào ạt không có cưỡng lại được, thì cái thực hành mà chú nói trên diễn đàn đó là mình có mặt hiện diện với cái quá trình tái tạo đó. Nếu các bạn thực hành hiện diện đó, với cái căng thẳng ở trong mình đó, mình sẽ nhận ra là nó có cái sự đập xuống những gì mà nó có hình tượng ở trong mình. Các bạn bây giờ thấy cái nhà mà nhà cũ họ xây đó, không biết bên Việt Nam có không, là nó có mấy cái máy, có mấy cái khối thép tròn ấy, nó đập mấy cần cầu, nó đập mấy bức tường đập sập xuống để nó xây cái gì mới, thì đó là quá trình chú đang nói đến ở bên trong mình, giống như có những cục cái cần cầu nó quăng cái khối thép đó vào bức tường đập xuống, đập xuống rất là khó chịu. Thì nó chỉ có hai cái thay đổi mình có thể làm được, là chống đối hay là hợp tác với cái quá trình tái tạo đó. Nếu mình chống đối thì nó bị căng thêm, nó không có làm cho cái đó giảm đi. Nên mình hợp tác thì mình hiện diện với cái năng lượng tái tạo được. Tức là nó có sự hủy diệt đang xảy ra. Cái cũ nó đập xuống thì cái mới mới có thể tưởng hình được. Thì đó là cái quá trình. Bây giờ trong mình nó đang như thế nào? Đang có cái sự căng thẳng đó thì mình làm gì, mình thực hành như thế nào? Mình ra vào cái chỗ đang có cái sự đập phá ra trong mình. Cái đang được đập xuống nó có hình tượng, có thể đó là những cái cảm xúc, những cái chấn thương của quá khứ, những gì chưa được giải quyết, chưa được nhìn thấu. Vì nó có hình tượng thành ra nó có cái căng thẳng. Mà mình chống lại cái quá trình đó thành ra nó căng,
Các bạn bây giờ thấy người ta kéo kéo con trâu nó không muốn đi, mình kéo nó đi rì lại, thì đó là cái bên trong mình nó đang có sự rì lại như vậy, chống lại cái quá trình đang xảy ra. Mình chỉ cần nghe lại một cái clip zoom như thế này trong lúc mình đang có sự căng thẳng, mình hiện diện với cái sự căng thẳng đó trong mình, thì chú chắc chắn nửa tiếng sau, 15 phút sau nó đã khá hơn rồi, với cái thái độ hợp tác xuôi thuận, đón nhận và xuôi thuận. Những gì đang có hiện tượng đang được đập xuống, đang được đang đi qua quá trình hủy diệt. Nếu mình chống lại thì mình sẽ không có giúp cho cái năng lượng nó được lưu thông. Để cho quá trình đó nó xảy ra một cách tự nhiên. Thì mình sẽ căng hơn. Sẽ sinh nhiều chứng bệnh. Hợp tác không có nghĩa là mình thích nó như vậy. Chỉ là không có chống đối những gì đang xảy ra. Có những bạn gửi cho chủ, nhắn cho chủ những cái tin mà chủ chia sẻ trên diễn đàn đó, hoặc là những gì xảy ra bên trong mình, lúc mình nói ra đó, thì nó được nhận biết sâu hơn. Và muốn nói ra được thì phải có nhận thức, phải biết là cái gì mới nói được. Trong cái quá trình đó là mình thực hành nhận biết. Như khi mình nói hết, nói xong rồi, cái nó thấy, à, bây giờ nó nhẹ bớt rồi, bởi vì như vậy. Thì một bạn chia sẻ như vậy, tôi chia sẻ lên diễn đàn để giúp cho các bạn khác cũng nhận ra, đúng rồi, mình cũng có bị cái này, mà mình cũng không biết. Có ai nói ra cái mình, đúng rồi, mình cũng bị như vậy. Đó là cái tác dụng của chia sẻ trong nhóm. Mình sinh ra trong cái giai đoạn này của cái thời gian này thì cái quá trình tái tạo mà chú nói đó, nó cũng là quá trình tích thực trong mọi người. Thành ra mình chỉ cần đón nhận và xuôi thuận thì quá trình tỉnh thức nó xảy ra tự nhiên. Những cái chưa giải quyết trong mình nó làm cho mình không có nhìn thấy được những cái nó vi tế hơn ở trong mình. Tại vì những cái đó nó làm cho mình vướng mắc, làm cho mình bận tâm. Những cái chưa giải quyết làm cho mình bận tâm, cho nên nó không cho mình nhận ra những cái nó đang có ở đây.
Chúng mời các bạn đặt câu hỏi, chia sẻ cập nhật. Lần trước chủ thấy Mai Thi và chủ chưa có dịp hỏi Mai Thi. Mai Thi muốn nói gì không cháu? Chú ơi, chú ơi, cháu 15 phút nữa cháu mới tới nhà chú ơi. Lát lát nữa cháu về cháu bật cam cho chú. Ok. Dạ. Những bạn nhận cho chủ lên nó có căng thẳng ở trong mình đó. Bây giờ sao rồi? Cập nhật. Chia sẻ. Nếu không ai nói gì thì chủ phải mời Thành. Cứ bò đi chứ, cứ bò chủ đi chứ. Dạ, thôi. Hôm nay cháu không thể nghe cái tiếng chim sẻ kêu bên bên phía chú Hạnh. À, chắc tại trời lạnh đó. Chú mở cửa đó nhưng mà không nghe tiếng chim. Chứ thì cái quá trình này đấy nó giúp cho mình nhìn ra những cái mà nó có thể mình chưa có ý thức trước đây trong mình. Trước đây có thể nó có những cái xao xuyến mơ hồ, bây giờ cái xao xuyến đó nó sẽ rõ nét, nó sẽ biểu hiện thành một cái
cây, nó giống như hạt hạt bây giờ nảy thành cái cây mọc lên, mình sẽ thấy đó. Thì những cái trong ta thức mình nó có nhiều cái sự cố như vậy, nó chưa có giải quyết, bây giờ nó sẽ lên. Tại trong quá trình mình sinh sống thì mình hay đè nén, hay xua đuổi, nên nó không có dịp nó biểu hiện. Nó khó chịu lắm, cái năng lượng nó lên nó khó chịu lắm. Như sáng nay ha, chịu thức dậy đó, cái đó nó cứ như thế này, mà nó chỉ có đối diện với nó, mình phải ra vào cái chỗ nó đang đang không có ổn, mình phải có mặt với cái chỗ đó thì nó mới có sự thuyên giảm. Thì mình có mặt với chỗ đó thì lúc đó mình cũng tại cái chỗ đó nó đang như thế này, thì nó khó chịu là vì mình không có thực sự mình đối diện với nó. Thì lúc mà mình đối diện với cái năng lượng đó đó, cái bất ổn đó, cái căng thẳng đó, thì nó mới có cái sự giải tỏa, nó mới có cái sự thuyên giảm. Thì đương nhiên lúc mà mình đối diện cái năng lượng đó thì mình cũng cũng lắc, cũng dao động theo cái năng lượng, nhưng mà nó có sự thuyên giảm tại vì mình trực diện với nó, thành ra các bạn sẽ rất là khó chịu nếu mình không có muốn đối diện với nó. Nó khó chịu lắm. Đi làm mình có thể oải, mình muốn làm việc, nó có sự căng thẳng ngầm, nó có cái sự khó chịu, nó có cái sự bất ổn, bất an ở trong mình. Tại vì bây giờ những cái gì mà mình chưa có sạch sẽ bên trong á, trong tâm thức của mình nó sẽ lên. Người mà đã điên đó thì sẽ điên hơn, người chưa điên thì có vẻ khùng, có vẻ có những cái cách hành xử nó không có được bình thường, thiếu kiên nhẫn, dễ nóng, dễ nổi nóng, khó chịu, đi làm có thể gây gổ với sếp. Tại trong mình nó có nhiều căng thẳng cái mình không có biết, thì lúc ai mà đụng với mình cái nó xì ra đó, mình có thể nạt sếp xong rồi bỏ về luôn, xin việc khác đó. Thời gian này là có nhiều cái trường như vậy, mình sẽ thấy nó có nhiều cái bạo động ở trong xã hội hơn, đánh nhau, chửi nhau, gây nhau. Mình có người bạn đến sợ đó, anh có cái gì nói ra, hôm nay ta khó chịu quá, không muốn làm gì hết, nói vậy đó. Bình thường rất là siêng, muốn làm kiếm việc làm, hôm nay ta chán, ta không muốn làm cái gì, nói vậy đó. Mà thực sự một người bình thường mà không có thực hành đó, nó khó biết lắm, làm sao mà biết ra vào cái chỗ đó được, ai dạy cho mình, đúng không? Có người đó cho nó khó chịu là nẻ, làm sao mà ra vào được, thì chỉ có những người mà có thực hành mới biết là à, phải đối diện với những cái đó. Như ở quê cháu có câu là ai chẳng vậy. Ai chẳng thế. Thì cái Không đó muốn là theo. cái đúng rồi, là con người là như vậy, nó có nhiều vấn đề như vậy đó. Nó Nhưng mà cái khác biệt ấy, là mình có thực hành, thành mình biết cách để mình xử lý, để mình thực tập với những cái vấn đề như vậy, những cái khó khăn này. Các bạn để ý đi, các bạn quan sát đi, người trong gia đình mình đó hả, vợ mình, chồng mình, anh mình, chị mình, ba mình, mẹ mình, để ý đi, họ họ có cái gì không ổn lắm, cặc, khó chịu, dễ nổi nóng.
Bây giờ cái sự tái tạo có thể đập phá đó hay đang xảy ra gì không? Nó đập xuống những cái gì mà nó là chướng ngại trong mình, những cái gì nó có hình tượng. Như trong kinh Kim Cương nói đó, cái gì có hình tượng là cái đó là chỉ là giả tạo thôi, giả lập, không có phải là mình. Thành ra những gì có hình tượng nó được đập xuống, nói một cách nôm na là như vậy. Thì lúc mà những cái đó được gửi xuống rồi đó, thì tự nhiên cái trong mình nó thoáng, nó có không gian, nó dễ chịu. Thành ra bây giờ quá trình đó nó xảy ra một cách tự nhiên, ai cũng bị như vậy. Mình biết thì mình hợp tác, mình xuôi thuận, đón nhận và xuôi thuận, mình không có chống đối, thì nó xảy ra một cách xuôi thuận hơn, một cách chú thấy Mai Có Thi cảm thấy như là cho nói đi. tôi cảm thấy như là cái quá trình này nó cái giai đoạn mà nó là một cái thứ tất yếu, nó là một cái thứ mà không thể nào mà cưỡng lại được, rất là khó để mà tìm ra một cái lý do mà nó không có để không xảy ra. Thì cái này nó phù hợp với cái điều Eckhart Tolle nói đó ha, tức là địa cầu mới đang tượng hình. Thì giống như xây cái nhà đó, muốn có cái nhà mới thì cái nhà cũ phải đập xuống. Thì bây giờ quá trình đã đang xảy ra, quá trình đập xuống nó xảy ra. Hồi xưa đó họ nói đó, cách đây 200 mấy chục năm đó, thế kỷ thứ 17, 18 gì đó, kỹ nghệ gọi là cách mạng kỹ nghệ đó ha, là cách đây mấy trăm năm đó, là nó cũng tương tự như thế này này, những cái thiên thể trên trời đấy nó cũng nằm ở cái vị trí của nó sao thiên vương. Bây giờ cái chu kỳ lặp lại và nó là cái cách mạng tâm linh, hồi xưa cách mạng kỹ nghệ, bây giờ cách mạng tâm linh, thì nó cũng đi qua quá trình chuyển đổi ghê gớm như vậy đó. Nhưng các bạn nhớ hồi xưa, các bạn nhớ làm sao các bạn sống nhớ hồi xưa cái cách mạng kỹ nghệ mình đâu biết đâu, mấy trăm năm trước à, nhưng mà đại khái nó đi qua quá trình thay đổi rất là nhiều ở trong xã hội, đúng không? Từ cái chuyện mà nông nghiệp cày bằng trâu bằng bò, bây giờ máy cày đó, làm sản xuất kỹ nghệ hóa. Thì bây giờ quá trình cách mạng đó, nó là con cách mạng cái cách mạng tâm linh đang xảy ra. Cho nhân loại trong lúc này thành ra muốn hay không muốn, mình đang là con người sống thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của cái quá trình đó. Chú thấy bây giờ đó có nhóm để thực hành chung với nhau rất là quý, tại vì không thể mà giống như một cái, giống như mình có một cái vịnh ha, mình đảm bảo có nhóm để mình thực hành, để mình đi qua cái giai đoạn này, có phương pháp thực hành, mình có nhóm để hỗ trợ nhau. Mình đang đi qua quá trình trong lúc này thì mình chỉ cần ngồi thôi, ngồi yên, có mặt với những gì đang xảy trong mình vậy thôi. Nửa tiếng sau, một tiếng sau là thấy khỏe rồi, mà không phải làm gì cả, chỉ là có mặt thôi, đúng không? Chỉ cần có mặt thôi, không có chống đối, không có ghét bỏ, không có đè nén. Trong mình nó dọa đó, mày sẽ chết, trong đầu mình nói vậy đó,
mình để cho cái mây để cho nó mọi thứ xảy ra mình sẽ chết dò vậy đấy. Nếu mà trong đầu mình đi dò về thì mình nói chết thôi, cho chết luôn vậy đó, đón nhận và sự thực không sợ dò kệ. Vậy thì cái gì mà mình khi mà mình sợ thì nó sẽ lại lại được nuôi lớn bởi cái nỗi sợ của mình, nó được tồn tại bởi cái nỗi sợ đấy. Làm cho nó cạn lại, sợ là nó cạn cái năng lượng đang đang lưu nhuận như vậy đó ha. Giờ nó còn cái khối sắt như thế này, có cái cậu đập kéo đập vào cái bức tường như sụp xuống đó, cái mình sợ tức là đưa tay chống lại đó, hoặc là biết lấy gì chống lại không cho cái đó nó đập. Ngoài đời sống thì nó có những cái khó khăn như là công việc bất định, kinh tế không có ổn, lạm phát, tất cả những cái đó. Như khi mình nghĩ đó, kinh tế phải ổn, công việc phải không có sợ mất việc thì mình mới yên được, trong đầu mình nó nghĩ xã hội phải ổn định cái gì đó, đó. Kinh tế thế giới phải ổn định phát triển gì đó thì mình mới yên được, yên tâm được, trong lòng mình nghĩ vậy. Nhưng mà trong tâm linh mình biết mình không thể nương tựa vào những cái bên ngoài được, mình không thể đợi cho cái đảng dân chủ được bầu ở Mỹ được. Đó, nó được đã được bầu làm tổng thống lệnh tù ra như chưa được bao lâu thì mình mới yên được, mình mới vui được. Nó có những cảnh như vậy chú nhận ra đó, à mình tựa vào cái đó để mình có được sự an tâm, không thể tựa vào cái gì hết, tựa vào chính mình. Ngày xưa Đức Phật lúc sắp chết đó, ngày dài khi bà bây giờ ngang nghĩa sắp chết rồi, mình đi học trò mình nó đợi nó trông đợi vào mình đó, mình chết là nguy lắm. Thành ra ngài dạy cái bài gọi là nương tựa hải đạo tự thân là như vậy, phải nương tựa với chính mình. Hải đạo tự thân là trong mình nó có cái vững vàng, mình chưa có biết nó thôi, không điều kiện, mình phải nương tựa vào cái đó, vào cái vững vàng đó trong mình. Kể cả mình nhìn thấy mọi việc, nhìn thấy cả cái tôi trong mình luôn, cái đó đó. Kể cả nó biết rằng đó, mọi thứ có thể xảy ra, không sao hết, có thể mất việc, mất nhà, mất vườn, mất đất gì đó, mất hết, nó có cái nó không có vấn đề, cái đó đó. Hạt đạo tự thân là cái đó. Thì trong mình nó có phần nó sợ mất, thì đồng thời có cái nó thấy được luôn cả cái đó, thấy được cái sợ mất và nó không có vấn đề gì, nhìn thấy hết. Thì bây giờ mình cần nương tựa vào cái đó trong mình. Lúc mà mình không chống đối, mình để cho cái quá trình tái tạo xảy ra, mình hợp tác, mình hiện diện với cái đó, thì mình sẽ tiếp xúc được với cái mà chú nói đó, cái rất là ổn ở trong mình. Mình sẽ hãy thấy cái đó ở trong mình.
Nếu mình biết được nhân loại đang đi qua cái quá trình cách mạng tâm linh này, nâng cấp từ 3D lên 5D, địa cầu mới, thì mình ổn. Mình biết cái này nó phải đi qua. Để tử bia thọ địch, các bạn nhắn chủ về. Như tử bia thọ địch, cho nó thọ địch luôn. Đến đi, tất cả mọi thứ bốn phương được kẹo tệ. Mình đánh được không? À, mình cứ đánh. Đánh đông, đánh tây, đánh nam, đánh bắc. Hay là mình cho nó đánh sụp hết luôn đi. Mình chống đỡ được không? Mình có chống đỡ được không? Nói như vậy đó là thái độ bên trong của mình, chứ không phải là mình không làm gì cả. Bây giờ mình đi qua cái đường mà xe tới thì phải nè, phải chạy tránh liền. Nhưng mà chú đang nói về cái thái độ về mình như thế nào với những cái biến cố trong đời sống, đúng không? Ví dụ mình lái xe mà bây giờ sạc lốp đó, thì đi kiếm coi chỗ nào nó có sửa sửa lốp xe cho mình, đúng không? Chứ không phải để sạc lốp thì vứt cái xe đâu mà đi luôn, không phải vậy. Mình làm tất cả những cái điều cần làm, xong rồi mình đón nhận cái hệ quả của cái gì nó tới, nó sẽ tới, đúng. Mình luôn luôn như vậy. Đó là thái độ mà nó kết hợp giữa cái tương đối, đời sống tương đối và cái tuyệt đối. Trong đời sống tương đối, mình làm tất cả những cái gì mình cần làm khi mình có một cái sự việc, làm hết rồi thì mình nhả ra, không có lo sợ, không có bận tâm nữa. Rồi cái giây phút tới nó lại có cái gì mới, mình lại làm tiếp đó. À, có cái gì cần làm nữa. Thưa mời Mỹ Vân. Cháu chia sẻ một tí là cái cảm giác sợ đó chú, nó cháu thấy là nó hôm hôm nay á là nó thường xuyên nảy ra lên bên trong trái. Ví dụ như hồi nãy đi, cháu thấy một cái muốn mà bây giờ cháu cũng quên là cái muốn đó là cái gì. Và khi khi mà cháu thực tập đó giờ đó là cháu biết cái muốn là một cái mong cầu, là một cái gì đó, và có một cái mình nó xếp cái muốn vô là cái xấu. Và khi cái muốn đó nó hiện lên là nó có sự sợ. Và ví dụ như cháu hồi nãy cháu muốn chia sẻ với cái trải nghiệm, cái nhận ra hồi hồi lúc sáng của cháu. Nhưng mà nó cũng có một cái sợ những giờ nữa mà không biết sợ cái gì. Có thể là nó sợ cái chia sẻ này nó có dính tới bản ngã không, nhưng mà lúc đó cháu nhìn vô thì cháu cháu vẫn chưa phát hiện cái bản ngã gì hết, nhưng mà nó cháu lại thấy cái cảm giác sợ sợ là cái mình nói lên này có bản ngã gì không chẳng hạn vậy. Cái đó là cái cháu chia sẻ là cháu thấy được cái lúc mà cháu vô nhóm thiền hôm nay. Còn cháu chia sẻ luôn là cái nhận ra thì sáng nay là cháu đi, hôm nay cháu có dịp và cháu gặp nhóm học tỉnh thức đó chú. Có một bạn chia sẻ là nhờ cái bạn đó chia sẻ về
cái việc mà cái trạng thái của bạn là hiện nay giống như định như chứ, định vô cái không luôn, định hoài luôn không ra. Thì bắt đầu là cháu mới phát hiện ra là bên trong cháu nó có một cái ngầm, một cái vướng ngầm. Nếu nếu mà cháu cứ tưởng theo cái đó thì cháu sẽ lúc nào đó cháu sẽ rơi gần giống như bạn đó. Là do khi mà cháu biết dịch cháu trải nghiệm những cái khổ đau thì trong cháu là muốn dục những cái cảm giác khổ đau, những cái cảm lu su bu này đi, và trong suy nghĩ của cháu lộn xộn hết, là cháu nhiều khi cháu cũng muốn dục luôn cái suy nghĩ này luôn. Và khi mà cháu nghe sau này cháu biết về tâm linh, cháu nghe chia sẻ về tâm linh thì có một số người người ta ca ngợi cái cảm giác là vô trong đó nó không còn suy nghĩ gì, thì bắt đầu cái não của mình nó mới dịch ra là cái mà không suy nghĩ gì hết thì nó mới đúng chẳng hạn. Hoặc là mình thấy cái suy nghĩ là cái không cần thiết. Thì bắt đầu một thời gian á, thì là cháu thấy trong cháu nó cũng có cài cái điều đó. Hôm nay cháu thấy rõ hơn là trong cháu cháu cũng có một cái ý là suy nghĩ nó không cần. Và cháu thấy thời gian trước tới hôm nay là cái não của cháu nó cái trí nhớ của chú nó giảm. Và khi mà bạn chia sẻ là cháu thấy được cái ý ngầm ở ở trong cháu như vậy, thì nhiều khi cái lúc đầu khi mà cái não của mình nó trong vô thức đó, những cái gì mà người ta chia sẻ là nó sẽ dịch ra nó khác khác như cái ý của người ta, nó chỉ muốn bắt cái mà nó muốn, nó sẽ hiểu theo cái của riêng. Dạ, cháu chia sẻ như thế. Đó là cái quá trình khái niệm hóa trong mình đó, ha. Tâm trí nó muốn khái niệm hóa, cái gì nó cũng dịch ra cái đó, nghĩa là thế này thế này thế này. Ví dụ như là cái trạng thái mà không có suy nghĩ, một cái trải nghiệm nó xảy ra ha. Nhưng mà tâm trí thì nó muốn dịch cái đó, nghĩa là sao, à là cái đó hay đó, tức là nó diễn dịch cái trải nghiệm đó thành một khái niệm, nó cất vào trong cái bộ nhớ, trong tâm thức của mình. Thành một cái loại, phân loại đó ha, phân loại cái này gọi là cái này, cái này, cái này. Suy nghĩ không cần thiết nó là một cái nhận thức trong cái tĩnh lặng, trong cái chỗ mà nó nhìn thấy mọi việc mà nó không có suy nghĩ, là một cái nhận thức, à đúng rồi, suy nghĩ không cần thiết, chứ nó không phải là một cái label, một cái nhãn mà mình dán cho cái trải nghiệm đó. Tâm trí đó nó dán một cái nhãn, à cái này là suy nghĩ không thiết, là một cái mệnh lệnh, một cái tư tưởng nó bỏ vào trong cái đầu mình. Tại nó phân loại cái trải nghiệm đó là à, suy nghĩ không thiết, nó giảng cái nhãn như vậy, một cái tư tưởng, một cái định nghĩa của cái trải nghiệm đó là như vậy, hơn là một cái nhận thức. Nhận thức nó không phải là một tư tưởng, nhận thức nó đến từ sự nhận biết, đến từ cái gọi là cái tuệ, tuệ giác ở trong mình. Cái chỗ đó đó nó có cái sự khác biệt ở trong. Thế nào là khái niệm
của tâm trí nó muốn khái niệm hóa một cái trải nghiệm, một cái việc gì đó, một cái sự cố gì đó. À, ngược lại với cái nhận nhận thức ở trong mình, nhận thức cái trạng thái gọi là vô niệm, không suy nghĩ, không có suy nghĩ. nó cài đặt vô cái cuộc sống hàng ngày của mình luôn á, Rồi. nó sẽ làm giống như là cái mình có cái ý ngầm là mình ví dụ như cháu vô thức cho nên là cháu thường quên được, bắt đầu cháu nhớ lại cái ý đó, bắt đầu cháu nó quên thì không sao, kiểu giống như là cái này nó cũng có thể là nó không cần thiết, chẳng hạn cái tâm trí nó nói kiểu giống như là vậy, cho nên là giống như là những cái nhỏ nhỏ làm mình hành động theo cái kiểu là mình từ chối ngầm cái suy nghĩ luôn á, nhưng mà trong khi á là cái suy nghĩ nó trong cái cuộc sống hàng ngày á nó vẫn giúp ích cho cái công việc của mình, ví dụ như ai sếp nhắc cái gì đó thì nhớ làm, nó sẽ hiệu quả công việc hơn chứ. Đó, nhưng mà nó cháu cháu lại thời gian gần đây cháu thường quên Thời gian gần đây cái gì cháu là thường thường quên đó chứ cháu, cho nên là cháu cái gì là cháu phải nốt lại, cháu cứ cứ nghĩ điều đó là bình thường hoặc là cái gì đó, nhưng mà có một cái vô thức mình từ chối cái suy nghĩ, từ chối cái trí nhớ, nhưng mà không biết hôm nay bạn kia chia sẻ cháu mới biết là vô thức cháu đã làm như vậy. thì đó là cái quá trình vi tế ở tâm mình đó. Mà mình có mặt thì mình thấy được những cái như vậy. Chú nghỉ lúc mình làm việc á, mình có cuốn sổ á, có cái gì mình ghi xuống, cái mình nhớ ra mình cần làm gì cái mình ghi xuống, thì làm như vậy nó bớt bận tí, nó bớt bận tâm bởi những cái điều cần làm. Dù mình biết là ông sếp ông nhắc mình, hay là ông Bin biết hôm nay là mình cần làm xong cái gì đó, hay là ngày mai là mình cần làm xong, mình phải ghi xuống để mình biết à có những cái việc cần làm, thì đó là những cái cần thiết trong đời sống thường nhật công việc. Còn nếu mà cứ để trong đầu nhiều đó thì nó cũng bằng tâm, không có rạn rang được. Mà không rảnh rang thì khó thấy được những cái vi tế trong mình. Nó quá bận rộn bởi đời sống, bởi những cái việc phải làm. Mình phải tổ chức đời sống để mình bớt bận tâm. Mình có hẹn làm gì đó thì phải lên lịch, ghi vào không lịch để cái chỗ mình dễ thấy. Chú dùng cái email đó, chú nhắc thì mình có cái gì mình lên lên lịch cái đó nhắc mình khỏi bận tâm, nhìn lịch mình biết cái gì cần làm. Có những việc nó chưa tới liền, tháng sau mới tới đó thì phải lên lịch cái khỏi nhớ, cái tới ngày đó tự nhiên nó hiện cho mình vô lịch mình coi để bớt bận tâm. Đi làm cũng vậy, thỉnh thoảng lại có break đi giải lao ngồi yên thì tâm trí được nghỉ ngơi. Mấy thi chả bật mic được chưa? Ốp sorry à, chả bật mic lại rồi. dạ dạ nghe chưa chú? Chú nghe rồi. Dạ con chào chú, chào mọi người.
Hồi nãy Mỹ Vân có nói cái quên đó chú, con cũng bị luôn chú. Có nghĩa là hôm đi làm lại thì con thấy hồi xưa con chỉ nhớ con nó tốt á, mà giờ đi lại sao nó cứ quên. Mới nói ngày hôm trước ngày hôm sau lại quên. Con cũng nói lại nhưng mà do là có thể con không hiểu là do mình quá nhiều việc phải suy nghĩ hay là mình hay tuổi mình lớn hay là cái gì mà con cũng bị quên giống vậy luôn. Nhiều khi quên 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 mà quên hẳn luôn, xong mà người ta nhắc lại mình mới nhớ. Còn những cái mà mình không biết thì mình nói lại thì mình nhớ, nhưng mà có những cái mình mới nói ngày hôm qua ngày hôm sau là quên mất tiêu. Con không biết là do quá trời việc hay là do cái gì mà hồi xưa là không có bị, dạo này con cũng bị giống vậy. Kéo ghi lại những cái gì cần làm, mình giảng ở đâu, rồi mình làm xong cái đó mình gạt nó đi đó. Mình tổ chức đời sống nó phải có một chút tổ chức ở trong, không thì nó hỗn độn. Con nãy con nghe chú cho chia sẻ là bạn là nói là tứ bề thọ địch đó chú, con thấy đúng, con cũng bị y vậy luôn chú. Có nghĩa là mọi việc nó đến cùng một lúc đó chứ, nó ví dụ như nó đến cái mặt, nó đến cái phương diện này, những cái phương diện khác mình ổn định thì mình thấy nó cũng đỡ, nhưng mà nó cũng y vậy. Thời điểm này con bị là con bị bốn 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 phía luôn. Nói chung là hồi trưa này á, hồi trưa này là cái cảm giác mà khó chịu lại trồi lên như chú nói á, trưa là nó trồi lên mà nó khó chịu, nó bứt rứt trong người mà không biết tại sao. Cái con mới mở cái clip, mấy clip cũ của chú với mọi chia sẻ con nghe thì con thấy nó bớt được, nó bớt lại, nó thấy dễ chịu một chút. Mà buổi tối với buổi sáng nó cứ trồi lên, cái cảm giác nó bứt rứt, nó cồn cào, mà chắc là do mấy những việc mình chưa xử lý xong, nó còn nằm ở đó, nó chưa được. Con là bị y bốn phía luôn chú, vừa công việc, vừa vừa công việc, vừa gia đình, vừa sức khỏe luôn. Sức khỏe trong thời gian rồi con cũng bị một cái vô tình con đi khám thì con bị một cái phải kiểm tra lại coi nó có bị nặng không. Thì trong thời gian đó, lúc đó con nói trời, sao mà việc nó đến nhiều lúc nó không cho mình kịp cái thời gian để mình sao. Lúc đó con cũng buông chút, cái con buông nói thôi kệ đi, nó bị gì thì kệ hết, nó mới chờ thời gian xét nghiệm lại coi nó có bị giống như dự đoán của bác sĩ hay không. Ngay thời điểm con đi làm mà ngay thời điểm con đang rất là nhiều thứ, nhiều việc luôn. Rồi trong thì cái tuần đó con nói thôi buông, có nghĩa là chấp nhận mọi chấp nhận cái xấu nhất mình bị, mình chấp nhận cái kết quả xấu nhất đi, còn cái gì đến thì mình đón thôi. Con buông không nghĩ tới nữa, có nghĩa là con tập trung công việc, con không nghĩ tới cái chuyện sức khỏe nữa. Thì khi nhận kết quả thì nó lại chưa có gì, nó lại tốt, có nghĩa là phải theo dõi nhưng mà nó không phải như cái kết quả xấu nhất của con mà mình nghĩ. Thì con nghĩ mình khi mình buông đi thì nó sẽ đỡ hơn. Nói chung là mọi cái nó đến mà mọi nhiều việc nó đến mà nó tại sao nó đến cùng một lúc vậy, con không hiểu nổi. Cho mình cái sức chịu đựng của mình, không biết là mình thật sự quá sức với mình luôn. Mình cảm thấy nó quá mệt mỏi, chứ thời gian này nó quá mệt mỏi luôn. Có nhiều khi mệt quá mà con cũng không có, thì con đi về con mệt quá mà con nằm con ngủ luôn, con cũng không có như đợt như thứ bảy đợt trước con mệt quá con ngủ luôn, quên luôn, con không có thể không có vô nhóm được luôn. Xong rồi con tỉnh dậy con mới thấy là tối là nó quá mệt rồi. Thì cái thời điểm này con không hiểu nổi. Nếu trong mệt có vô nhóm mà ngủ luôn thì nó sẽ khá hơn là mình ngủ một mình không có phòng. Con về trễ xong rồi con mệt quá con nằm con ngủ quên luôn, con ngủ quên mệt quá ngủ quên luôn. Vậy thì nó trễ quá rồi đó, sao cái nó nói sao mà con tính thì hôm nay con về sớm sớm rồi. Con nói mà khi mà mệt mệt con thấy con mở cái clip cũ mà mọi người chia sẻ con nghe thì con thấy nó cái cảm giác nó cũng nhẹ đi bớt.
cũng nhẹ đi bớt. Giống như mình không có cái chỗ mình chia sẻ, thì nhiều chỗ không chia sẻ được, mà cứ mở clip lên nghe thì thấy nó ổn hơn chút. Thì Mai Thi là một ví dụ ha, mình có nhiều cái việc nó đến một lúc thì mình nếu mà có sức khỏe không ổn thì đi bác sĩ khám đó, là mình đợi kết quả. Chứ đón nhận sự thật cũng có nghĩa là sức khỏe không ổn cứ để vậy làm tất cả mọi việc cần làm, đi bác sĩ trị liệu đã làm hết xong rồi mình buông ra. Thì mình thấy đấy, à, mình tưởng tượng thôi, tưởng tượng có thể bị ung thư, có thể bị cái gì đó, mình tưởng tượng thôi. Thì lúc mình buông ra thì mình thấy, à, đúng rồi, nếu mà mình lo lắng hôm qua hôm kia thì nó cũng vô bổ, không có giúp gì hết. Thành ra cái gì nó làm hết tất cả mọi việc xong rồi cái gì để nó đến, cứ để cho nó đến. Rồi lại ngày hôm sau lại có cái gì cần làm thì làm tiếp, lại làm những cái đó, xong rồi mình lại buông ra. Mình buông hết mọi việc đón nhận với sự thật không có nghĩa nó sẽ tốt hơn, không có nghĩa như vậy, nó chỉ là không bận tâm bởi những cái điều gọi là viển vông thôi, đúng không? Ví dụ mình ví dụ bị vân biết bị ung thư không đó, lo cắn để nghe bác sĩ khám ờ không có sao đó, nó chỉ là thay vì mình lo lắng từ cái hôm mà mình có sự cố xong tới cái ngày bác sĩ khám rồi tới đợi kết quả, trong thời gian cắn 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 lo. Mà mình chỉ Có. lo một cái viễn cảnh có thể không xảy ra đó. Chứ không nghĩa là không lo thì nó sẽ tốt hơn, không có. Nó chỉ là không có phí sức, không có lãng phí vào cái chuyện lo sợ về tương lai. Con về công việc cái chút. Công việc thờ con đi làm thì con thấy con đối diện được với cái công việc, cái khó khăn công việc thì con đối diện được thời gian rồi, con cũng cố gắng nhiều. Nhưng mà bình thường hôm trước con đi làm dùm tuần mấy ngày là con nghỉ. Hôm nay là con nói chung là quan sát mình đến một tháng thì con thấy cái công việc đối với con thì nó cũng không khó lắm. Nhưng mà đối với công ty, đối với những xung quanh nó có những sự việc mà mình cảm thấy là nếu mà lâu dài thì mình gắn bó, mình không thể gắn bó được cái công ty này lâu dài, nên con đắn đo suy nghĩ là mình có nên không phù hợp, mình có nên nghỉ hay không, hoặc mình tìm việc khác. Con đắn đo hơn lắm, nói chung là nó cứ đắn đo. Nhưng mà thật sự mỗi ngày đi làm nó rất là mệt mỏi, là không phải là công việc mệt mỏi mà những cái xung quanh đó chứ. Và con quyết định là con xin thử việc, con thấy không ổn con xin nghỉ. Thì lúc đó con lại trong đầu con lại nghĩ là mình đối diện với công việc được rồi thì không phù hợp thì mình sẽ tìm chỗ khác nó phù hợp với mình hơn, mình thấy làm nó yên tâm hơn thì mình làm. Nhưng mà đầu con nó cũng lăn tăn, nó cũng không rõ ràng là nhiều khi mình nghĩ có thể mình trốn tránh hay cái gì hay không, con cũng cũng không 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 chắc. Nhưng mà con nghĩ con đã trong một tháng đó là con đã đối diện được rồi, còn bây giờ là cái không phù hợp là do những yếu tố khác nó không phù hợp với mình cảm thấy lâu dài đi chung không có được thì mình xin mình qua cái công ty khác thôi. Thì bữa giờ cũng có lăn tăn cái suy nghĩ đó chứ. Chú nghĩ là trong mỗi cái công việc nó đều có cái bài tập cho mình để mình thực hành. Nếu mà bây giờ cháu bỏ đi cái việc khác á, thì những cái vấn đề đang có bây giờ nó vẫn còn đó. Thì cháu thực hành với những cái vấn đề đấy, cháu gọi là vấn đề nó trong một kẹp, những cái chuyện mình làm cho mình không có biết cách xử lý được. Những cái đó cháu thực hành, dùng những cái khó khăn để thực hành coi lại mình
mình không thích cái này là vì sao, cái vấn đề này nó là cái gì. Tại vì ở công sở nào nó cũng có vấn đề hết. Chỗ nào có vấn đề đó, có hiện hữu là có vấn đề, có thành Dạ thế đúng rồi chú. nào, có thành thế nào có vấn đề, có thành có chưa hành thế nào chưa hành có vấn đề, không biết thì nhiều cách nào có vấn đề. Thành ra mình dùng cái hoàn cảnh để mình thực hành. Hình như là Krishnamurti đó, đó. Có cái câu nổi tiếng là tôi không có màng, tức là sao, tôi không có vấn đề gì, không có vấn đề. Thì làm sao để mình thực hành với hoàn cảnh sống của mình để những cái vấn đề nó không còn là vấn đề đó, thì mình đi đâu cũng là cũng ổn hết, đúng không? Tại đời sống nó luôn luôn đi theo vấn đề, có chỗ thì quá bận, có chỗ thì không có gì làm, không thì làm mình tưởng bận quá thì mệt, không có gì làm cũng mệt. Có những cái vấn đề nó ngược ngào như vậy đó. Thành ra cháu cứ thực hành với những cái vấn đề mình đang có rồi đó, làm được cái đó, để lúc cái chỗ này nó không còn giúp cho cháu đó, nó sẽ có cái việc khác nó ra, sẽ có cái việc phù hợp. Vâng, bây giờ cháu cứ làm đi, rồi cháu nghĩ công việc mình thích là cái gì, mình sáng tạo ra cái đó, một cái việc mình thích nó là cái gì, nó có những cái yêu cầu yếu tố gì, mình phải xác định cái đó thì mình mới vẽ được cái viễn cảnh, rồi mình sẽ hướng đến cái đó, nó sẽ đến. Mình cứ làm cho kỹ đi, cứ vẽ ra một cái thiết kế, một cái việc cho mình làm, sếp như thế nào, nhân viên làm chung như thế nào, thế nào lương bổng thế nào, thế nào. Những cái đó đó là có một mình dễ rơi vào cái chuyện đó lắm. Tức là mình thích cái chuyện mà gọi là sáng tạo đó ha, cái mình vẽ ra viễn cảnh thế này thế nào về vật chất. Thì có nhiều bạn đi lạc vào cái đó, đó. Đi lạc vào cái chuyện là bây giờ phải sáng tạo ra một tương lai thế này thế này thế này, cái mình quên luôn cái tâm linh luôn. Mình là đi vào cái ham muốn. Những cái điều chú nói vừa rồi là nó có, nó thấy nó thật, nhưng mà nó không đến từ cái chỗ thiếu thốn ở trong mình, mà đến từ cái chỗ mình thích cái gì phù hợp đó, nó hợp với là con người mới của mình, với những cái đường mình, cái hướng đi của mình, là công việc nó thế này, đường bổng thế này, nhân viên thế này, sếp thế này, nó phải hướng về tâm linh mới được. Đó. Vậy thì mình sẽ thấy rất là thoải mái, dễ chịu, đúng không? Dù như Thành đó, Thành sẽ không nghĩ đến một công việc mà nó có nhiều lợi nhuận, anh sẽ có lời nhiều đó. Nó đi hệ quả của nó có cái hệ quả của nó, có nhiều lời nhiều thì phải làm việc nhiều hơn, phải bận rộn nhiều hơn, đó cảnh phải. Dạ đúng rồi chú, nói chung là khi mình làm thì mình sẽ nhận định là mình phù hợp với cái gì, lúc này mình phù hợp với cái gì là tốt cho mình trong lúc này, thì mình cái gì là đúng cho mình lúc này, chứ mình cũng không phải là bám chấp cho một cái gì đã đó. Nhưng mà mình con thấy thì con cũng cũng đối diện được rồi, và con nghĩ là cái gì nó cảm thấy nó quá mức, nó không phù hợp mình thì mình rời đi thôi. Thì con nghĩ đơn giản vậy, con cũng lăn tăn, chung là con không có còn sợ là phải làm việc nhiều hay là sợ hóa đơn chứng từ nữa. Con thấy con có làm ổn hết rồi, nhưng mà có nhiều cái mình cảm thấy cái đó mình không có, nó không phù hợp với mình trong thời giai đoạn này, mình không thể bỏ mình, cho nên là mình chọn cái hướng đi khác. Cũng không phải là mình chọn cái con đường nó sướng hơn, không phải vậy, nhưng mình cảm thấy cái điều đó nó rủi ro cho mình gì đó, nhưng là mình nên là mình chọn cái con đường khác thôi. Thì con nghĩ cũng đơn giản vậy đó. Những rủi ro trong đời sống, trong công việc chỗ nào cũng có chắc, nhất là làm kế toán, nó có cái trách nhiệm, nó có cái ngay cả thành cũng vậy.
trọt bỏ phân bón cho nhiều vô rồi trừ sâu trừ rầy thì người ta ăn vào đó người ta cũng trừ luôn trừ luôn trừ sâu trừ rầy nó cũng trừ mình luôn à, mình có thấy được là cái đó à, bón phân cho nhiều để được lợi suất lợi tức cao à. Trong mỗi cái công việc trong đời sống đều có cái hệ quả của nó. Một người mà muốn làm lương thiệt nhiều đó, đó quyền lực thiệt nhiều đó thì rất là mất nhiều thời gian và công sức vào công việc đó. Mình có muốn như vậy không? Bạn thực sự muốn như vậy không? Đó là cái giá của những cái người họ khởi nghiệp này nè. Mình muốn như vậy thì mình vào, mình biết à, cần yêu cầu như vậy. Mình vào mình chơi cái trò chơi game. Hồi xưa chú làm việc ấy, là chú muốn lương cao thành ra làm mấy cái việc mà quản lý dữ liệu phải trực trực á, trực đêm á. Ủa trực đêm mà cuối tuần cũng cũng là cuối tuần luôn, nó cũng gọi nó gọi 2-3 giờ sáng á đó, mà một đêm gọi 2-3 lần cái hết ngủ luôn. Thì đó là cái hệ quả của cái chuyện mình muốn nhiều tiền đó, mình làm cái việc như vậy. Chưa làm như mình mấy chục năm rồi đấy, bây giờ chưa sợ là ngủ trực đêm thì mình là làm cái khác, mình chuyện quá chủ đổi việc 2-3 lần như vậy đó, là chủ động đó, chủ động đổi việc á, tại mình muốn làm lương cao mình phải học cái kỹ thuật đó, mình phải làm cái việc đó. Tôi đi phỏng vấn cũng nói tầm bậy tầm bạ tôi biết làm tại vì chưa thử rồi, nếu tôi không có biết tôi mới học thôi, nó không có mướn à, thì chứ bảo thôi mình nói thiệt quá không có được, tôi nói tôi có làm cái này tôi vô đi học thời gian nó cũng được, cũng biết làm vậy đó. Cái gì nó cũng có giá chứ, lương cao thì nó có giá, có lương cao mình chấp nhận đánh đổi công sức của mình thì mình làm, còn không thì mình chọn công việc nó đơn giản và nó phù hợp với Đúng rồi, cái sức khỏe với cái công việc của mình thôi thì mình làm. giờ ví dụ như chú nói là lương cao mà phải trực đêm đó, thì chú thích cái phần trực đêm bây giờ chú bảo đó có cái việc gì khác mà nó không trực đêm mà cũng lương cao nó có thì mình học, mình đầu tư mình học. Các bạn tưởng tượng đi, đi làm việc mà đổi việc một cách chủ động như vậy đó hiếm lắm. Thường thường người ta trôi theo cái dòng chảy của đời sống thôi, tại đâu hay đó. Nhưng mà chủ thì chủ bảo không mình muốn làm cái gì mình thích kìa, ví dụ muốn nâng cao gì đó thì cái tìm học thôi, kiên nhẫn bỏ thời gian ra đầu tư, chứ bỏ tiền tuổi ra chứ đi học đó. Học những cái lớp huấn luyện của nó đó. Rồi cũng tập buổi tối về đi làm xong về ngồi để lọc các lọ ngọc trên máy cũng tập, thế còn quen nó cũng làm được, nghề dạy nghề mà mình đi làm thì mình có gì mình học thêm, lên Google mình kiếm cái này làm sao được hết á. Bây giờ YouTube là nhiều thứ dạy các bạn cái gì có hết, từ chuyện trồng trồng cây cho tới làm những cái gì để hiện điện toán đám mây gì được coi hết gì đó thông minh giả tạo gì AI gì có hết, cái gì cũng có hết. YouTube dạy nó tiếng Nhật cũng có nè, tiếng Tàu tiếng thường là Hà Cảm, dạy tiếng Anh gì đó đủ thứ. Cháu nghĩ là khi mà ra đi làm một thời gian dài rồi thì cái khả năng mà mình tự học vào nó sẽ chiếm rất là lớn để mà mình ứng với cái đời sống. Đúng rồi, Nghĩa nhất là là cái khả năng của mình tự học, mình tự tiếp thu cái kiến thức khi mà mình giao tiếp, mình làm việc trong một cái môi trường và mình nhận ra cái hệ thống nó làm việc nó như thế nào,
ở đó cái những cái hệ thống như thế thì nó sẽ là cái khả năng mà mình tự tiếp thu tự học vào nó quyết định rất lớn so với những cái mà mình có thể học được ở những nơi cụ thể một tổ chức hay một cái gì đấy nó đại trà. Cái này nó mang tính cá nhân lắm chú. Như cháu nhìn bản thân cháu nhìn vào cháu thì là mình cũng cũng làm qua nhiều nghề, và mỗi cái nghề đấy thì nó lại mình lại mang theo được một cái phần nhỏ nhỏ vào trong mình, và mình đem theo mình đến cái nghề hiện tại bây giờ là tổng hợp của tất cả những cái nó hỗ trợ mình sinh sống từ từ xưa đến nay. Thì mình thì cháu thấy là mình có sự cởi mở với kiến thức đi đi đi, đi từ ngoài, và mình có sự cởi mở, mình cứ open mind, open cái đầu mình ra, mở ra thì nó cũng dễ. Mà vì như bây giờ cháu thấy là để mà cái gì to tát chứ, để mà trở thành cái mà mình đang là thế thì nó dễ quá. Đang làm hả? Ngành kỹ thuật á hả? Chúng biết mấy ngành khác sao, nhưng ngành kỹ thuật cực chủ đó, điện toán á, thì nó cập nhật nhiều lắm, nhanh lắm, kỹ thuật nó sẽ rất là nhanh, cập nhật cũng mệt đó. Thì bằng chứng chỉ này chứng chỉ kia rồi nó vài năm lại cập nhật học thêm học thêm, thì nó cũng có nhiều người là ngành họ làm rồi không có cần phải, đại khái là trong lúc mình làm thì nó cũng học những cái mới, nhưng mà nó không có phải phải lấy chứng chỉ này chứng chỉ kia như là ngành điện toán. Thì nó có những cái yêu cầu như vậy đấy của cái ngành đó. Hồi đầu chúng chán lắm, nhưng mà rồi mình nghĩ nó là một phần của cái nghề thì mình cũng học cũng 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 chịu khó. Cháu thì cháu có cái bằng kỹ sư tin học thôi. Vậy đó, trời đâu biết đâu, tin học Information Technology đó, ghê quá, computer điện toán. Kỹ sư đấy chú. Hèn gì nó chịu nhưng chịu học mà quá. cháu nhưng mà cháu thì lại chưa bao giờ cháu dùng cái bằng đấy để cháu làm việc. Chịu bây giờ chịu. Bây giờ nó ở đâu rồi cháu không nhớ luôn. Thì cái sự biến động và cái đời sống nó cứ đưa mình đến những cái nơi mà mình toàn là phải chúng là phải học học từ đồng nghiệp, học từ môi trường làm việc là chính, học từ những internet rồi khai thác các nguồn lực khác để mình làm việc. Chứ gần như là cháu không có kiến thức cũ nữa. Bây giờ cháu lại về là cháu làm nông trại. Xưa mà đi Cũng làm chưa bao giờ tôi tưởng tượng ruộng, ra. Cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra được là như vậy. bây giờ kỹ thuật mà internet vạn vật á, là họ áp dụng vào trồng trọt các cháu, nông nghiệp á, để tưới cây để tưới nước hay lắm. Cháu thì làm thiên về chăn nuôi hơn, về về thủy sản hơn, mà cháu cũng thích trồng cây trồng cối. Ví dụ Nhưng như mà là bây giờ cái môi trường trồng cây xanh đó, à, trồng trồng cây hợp hữu cơ đó, à, trồng rau quả hữu cơ đó, nó cũng là một cái phát triển bên Tây phương. thì thực ra là khi mà trong cái quá trình mà nuôi trồng của khi mà trong trong mấy năm cháu làm việc thì cháu cũng thấy là cái sự mà tôn trọng cái bản chất tự nhiên
cái môi trường tự nhiên nó đem lại rất là có cái sự bền vững cho loài người hơn là cho mình hơn là mình chạy theo cái số lượng, chạy theo cái lợi nhuận, chạy theo cái khối lượng nó bền vững hơn nhưng mà không giàu được các bạn đó. Có chứ, nhưng mà có những cái giá kiểu như vậy, như chị Mai Thi nói, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Mình chọn cái này, mình không muốn trải nghiệm cái đời sống nó bấp bênh, nó không bền vững, thì mình sẽ chọn theo cái lối bền vững và đi theo những cái hướng nó tốt hơn cho cái đời sống. Bây giờ cái lớp trẻ ở Mỹ đó, thế hệ trẻ của Mỹ đó, bây giờ nó không có chạy đua theo cái chuyện là phải có nhà, có xe, phải có nhiều tiền, mà nó sống thoải mái thôi, làm vừa đủ cái đi du lịch, có tiền đi du thì đó là cái cách cách nhìn mới của cái thế hệ trẻ, và chú nghĩ nó đi về cái hướng đó. Tức là chất lượng đời sống nhiều hơn là cái vật chất đời sống. Và nó đi với cái chất lượng về đời sống cân bằng giữa cái tinh thần và Đúng rồi. cái vật chất, mà người ta có thể là người ta sẽ bớt cái ham muốn đi để người ta theo đuổi cái đời sống tinh thần nó được bền vững hơn, được dễ chịu hơn, cái thời gian dễ chịu và làm việc nó dài ra hơn so với cái cuộc sống hiện đại, với cái nền kinh tế mà chạy theo những con số. Thì đó là cái chọn lựa của mình ha, mình muốn sống như thế nào. Và đó cháu nghĩ là cái phần mà mình chọn hướng nào là mình có thể là mình thiết kế được trong cái sự mà mình hướng đến, mình muốn trở thành người như thế nào, mình muốn trải nghiệm cái cuộc sống nó như thế nào, mình trở thành cái gì và mình trở thành như thế nào đó, và cái cách của mình thì mình phải chọn theo cháu nghĩ là mình nên chọn theo hướng như thế thì nó sẽ hơn là mọi người muốn mình như thế nào, mọi người nhìn như thế nào. Trong cái việc này đó, nó có cái ý thức, Vâng. mình hướng đến cái gì, nó có chủ động ở trong, nó có cái Mình gieo ý thức rồi đúng không? mình có cái mô thức mình muốn đi, cái cách mình muốn sống, cái thiết kế của mình về đời sống của mình như thế nào, phải có cái công sức ở trong mình vẽ ra, giống như chưa nói mình thiết kế một cái hướng đi của mình và mình hướng về cái đó, mình xây dựng cái đó, thì từ từ nó sẽ thành như vậy đó, thành y như mình muốn đó. Thường thường có người không có biết cái đó, không biết là mình có thể sống cái cách mình muốn, thì nó cần có cái nỗ lực và thời gian, nhưng mà nó làm được. Hoặc là mình sống trôi dạt như bèo vậy đó. Đời sống đưa đâu đi đâu. Hoặc là mình có thể thiết kế cái đời sống của mình như thế nào thế nào thế nào, mình muốn cái gì. Chứ mời các bạn khác tham gia nay có Long này, thì Tú mới vào này. Người cứ vào hồn nhiên đi nói câu chuyện nó dẫn đâu đến Ý của Thành là Tú phải đưa tay đi. hôm nay lại làm chuyến ra qua nghe lời anh Thành.
chứ không phải nghe lời chú Hạnh. Wow, chữ mật giả con ơi. Dạ hôm nay thì cháu đang đi với một hội bạn bè, nhưng mà lịch là bây giờ sẽ đi ăn cùng với mọi người, nhưng mà cháu từ chối, thế là cháu muốn ở lại tham gia. Tại vì là hôm nay từ ngày từ mấy hôm nay cháu thực hành cái bài là xem cái tôi ấy chú, thì cháu cảm giác như là cháu đã nhìn ra được cái phần gốc rễ của những cái bất ổn ở trong mình. Tức là lâu nay là cháu chỉ quan sát cái suy nghĩ, cái năng lượng ở trong mình thôi, nhưng mà cháu cảm giác như là cháu thực hành cái bài về nhìn thẳng một cái tôi á, thì cháu cảm giác như là cháu nắm trọn được cái diễn biến ở trong bên trong mình. Trước thì cảm giác như là chỉ nó có 80% thôi, nhưng mà bây giờ mình cảm giác mình nắm 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 được rất là nhiều hơn. Mà cháu còn cảm thấy là nó nhanh tan lắm ạ. Tức là mỗi khi mà có một sự bất ổn ở trong trong mình ạ, mỗi khi mà mình cảm thấy là nó khó chịu, cảm giác như là nó không thoải mái trong mình á, thì mình quay vào đi tìm cái tôi ngay. Cái tôi nó đang co cụm lại, cái tôi nó đang tạo ra một cái sự tách biệt với thế giới, cái tôi nó đang tạo ra một sự nhỏ bé, cái tôi nó đang tạo ra sự phân cách với mọi người. Chẳng hạn như là cháu đi chơi với nhóm bạn cháu đi, có những lúc mà mình cảm giác như là mình, tại sao mình lại nhìn vô ánh mắt của người khác mình lại không thoải mái, là những cái cử chỉ của mình, cư xử của người khác mình lại không thoải mái. Thế là cháu lại quay ngược vào bên trong, cháu nhìn vào cái tôi của mình. À, cái tôi mình đang đang sợ sệt, đang lo lắng một cái gì đó. Thế là cháu thấy nhanh lắm chú ạ. Kiểu như là mấy ngày qua, nếu mà xét về việc đi kiểu như là đi đi hái cái tôi ấy, thì kiểu như là đi hái quả, thì cháu thu lượm được cái tôi nó thành một cái rổ luôn, nhiều lắm, nó thành một cái rổ, một cái xô, một cái chậu luôn á. Công ty có Nhiều. cho dùng bản cái rồ này chưa chồng. Chắc phải đổ xuống sông Tô Lịch kìa chú ạ. Cái sông không biết là chú ở bên Mỹ, chắc chú chả biết là sông Tô Lịch ở Việt Nam nó ôi thối mà nó bẩn kinh khủng luôn. Không, Tự cái nhiên đấy xong rồi anh nhé, anh sống là cảnh mà báo manh. Chú có nghe xong tôi lực chứ mà chú không biết cái tình trạng à? nó đục ngầu, nó đen đen xì, nó hôi thối. Chú có nhớ hồi xưa Hồ Tây đấy, chú có ra đấy. Hồi xưa ra Hà Nội, không phải Hồ Tây, Hồ Gươm ấy, hồ gì Hồ bằng bằng Hồ Gươm đó. Hồ Gươm, nước xanh lạc. đấy. Thế là mấy ngày nào này cháu hái được cả rổ ấy thôi. Cháu nhìn ra nó ui, cháu sướng lắm chú ạ. Nó là cháu chỉ muốn nói là I love you, I Mình thấy được cái tôi, mình thấy nó căng thẳng. Vì sao nó căng thẳng? Và nó có cái sự hiểu. Và hiểu là tại sao nó căng. nào. Nó đang phân biệt, nó đang sợ. Nó đang sợ Đang cái sợ, nó sợ, nó sợ người khác phán xét, nó sợ sợ cái danh vọng, hay là gọi là cái gì nhỉ, cái giá trị của mình nó thua kém người khác, nó đấy.
Thì thành ra là cùng cùng những cái con người, những người bạn như vậy thôi. Nhưng mà ngày trước mình cũng chơi với một một nấy người bạn, hôm nay mình cũng gặp từng nấy con người, nhưng mà cái trạng thái của hôm nay đi với mọi người nó khác. Vì cái tôi nó vắng mặt. Mình thấy được cái tôi ở trong mình nó vận hành, nó sinh hoạt, nó sợ cái này, nó sợ cái kia, nó làm cái này, nó làm cái kia, nói cái này, nó làm cái kia để nó được cảm thấy an toàn, được công nhận, được thuộc về. Mình đi tìm cái sự công nhận, cái tình thương mọi người từ những cái việc mình làm đó, từ cái cho cái tôi đó. Mình thấy thế rồi thì có phải thấy thế rồi thì có phải là mình có một cái niềm vui, tức là mình có một cái niềm vui lặng lẽ vui vẻ, phải không Tú? Vâng, nói chung nó nhẹ nhàng lắm, có sự lặng lẽ vui vẻ, nó nhẹ nhàng, rất lặng lẽ, có sự lặng lẽ gì đấy, đúng rồi, nó vâng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm. Sáng nay là ăn sáng xong thì tất cả mọi người ngồi ngồi uống cà phê, nhưng mà tất cả mọi người đều đang xem điện thoại, còn riêng mình thì đang cũng ngồi xem, nhưng mà mình là ngồi xem cái tâm của mình đấy. Thì thực ra thì cháu ban đầu cháu thấy là sao mình hơi khác biệt so với người khác, nhưng mà thực ra là cũng giống nhau mà, cũng đều đang đang xem ấy mà. Nhưng mà dạ chẳng lẽ chẳng thì hôm nay thì đi chơi là thì thành ra là mọi người mọi người muốn là trước khi họ đặt đặt phòng, tất cả mọi người đặt phòng họ phải muốn là cái view này, view núi này, view ruộng đồng, view thiên nhiên rất là đẹp. Nhưng mà thành ra là đến khi mà họ ngồi ở cái trước cái thiên nhiên đó, họ có thưởng thức đâu, họ trả tiền để họ thưởng thức thiên nhiên mà, họ có thưởng thức đâu, họ ngồi họ xem điện thoại, tức là không nói chuyện với nhau luôn. Vâng, không không nói chuyện với nhau mà vâng vậy mà lại đi nói chuyện với những người khác ạ. Đó là cái oải oăm nữa ha. Dạ vâng. Tức là mọi người luôn luôn sinh hoạt bằng cái tâm trí này, cho nên là cảm thấy sẽ rất là mệt mỏi. Mình nhìn thấy được cái tôi trong mình nó hoạt động, nó sinh hoạt như thế nào, khi mình hiểu mình, khi mình hiểu người khác, cái mình rộng lượng hơn, mình không có phê phản nữa. Tại vì những cái mình phê phản họ đó, mình thích họ là mình có thì mình có biết. Đúng là thì lúc lúc mà cháu thấy mình khác người cả, là mình lại đặt câu hỏi là mình có đang có một cái gì nó phán xét đây không? Mình có đang cái gì nó phán xét đây không? Cái cơ chế của cái sự bao dung, cái tình thương nó cũng theo đó, cho cảm thấy theo đó mà nó hình thành. Khi mà mình không nhìn ra ngoài nữa, mình nhìn vào mình thì có ai bảo là cái cuốn sách mà duy nhất mà cần đọc đó là cái cuốn là cái tâm của mình, thì tự nhiên là khi mình hiểu mình rồi, mình hiểu được mình cảm nhận được hết mình rồi thì tự nhiên là cái người kia cũng không khác gì cả, ai cũng không khác gì cả.
nó hay ở cái chỗ đấy, nó cái chỗ này nó vi diệu. Cái gì Cái này thì thú thực là em chưa đạt đến cái trình độ này, em chỉ mới dừng lại là không phán xét người khác thôi, nhưng mà chưa 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 có mà cái rộng đủ rộng thoáng để cho cái từ bi này nó tuôn chảy một cách tự nhiên. thì mình không phân biệt nữa thôi, Dạ. mình không gọi tên nữa, mình không phân biệt, mình không gọi tên nữa. Thế như ở như cháu làm là cháu không, cháu cố gắng là cháu không phân biệt, cháu không gọi tên cái gì nữa. Cái việc mà mình đặt tên cho nó thì nó đã là mình sống càng lâu đặt tên càng nhiều thì càng khó dứt ra, càng khó làm. Mình cố gắng mình có phản xạ là không đặt tên cho nó nữa. Bất kỳ một cái gì không gọi nữa, không gọi tên nữa thì nó sẽ hình thành nên một cái phản xạ nhỏ nhỏ, chẳng hạn như nhìn thấy một con chó nhưng mà vì mình đặt tên nó là mít chẳng hạn thì nó mới là mít thôi, chứ nó thì nó là nó thôi, nó là nó là đó đó kiểu kiểu vậy. Thì khi mà mình nhìn người khác ấy, thì mình lại bớt bớt dính dính đến đến việc là người ta đang làm gì, thì có thể người ta đang làm gì và để đấy và đó đó người ta đang làm đang như thế và chấm hết ở đó, chấm chấm mình không đi quá cái đoạn đấy nữa. Mình bước thêm một bước là sang bên cái phần mà phần đánh giá, phần phán xét, phần thì mình chậm lại. Cái này chú Hạnh cứu cánh cho cháu khó nói quá. Cái điều chẳng là hay lắm. Mình nhận ra được cái quá trình của cái tâm trí của mình ha, cái tôi trong mình làm cái gì, cái khuynh hướng muốn dán nhãn hiệu, muốn đặt tên, muốn gọi tên, cái này là cái gì, cái này là cái gì, tức là tường thuật á, đó, đó là cái khuynh hướng của tâm trí đó, nó như vậy, nó cứ phân biệt đặt tên gọi tên để nó khác nhau chứ không có gì cả ha. Lúc mình gọi Tú là mình đi theo cái là Tú, tự nhiên nó có mình vậy, mình gọi một cái vật thì tự nhiên có thế giới có mình, hai cái khác nhau như vậy. Cái quá trình giảng nhạc là vì như vậy, nó là phân biệt tâm trí, nó muốn làm như vậy, nó muốn giảng nhạc, nó muốn phân biệt, đó là cái bài, đó là cái hệ vận hành của tâm trí là nó như vậy. Nên mình thấy được cái đó rồi đó, mình nhìn và mình thấy được cái đó rồi, mình sẽ biết cách để mình như cháu đó, nó là có cái quân bình ở cái chỗ là nó không cần phải cần đặt tên, nó biết nhưng mà nó không có gọi tên. À, xin đọc cái trong cái trong cái chỗ nhận biết đó, và mình biết Thì đi vào cái gọi tên đó là kẹt. À, đi vào gọi tên là sẽ có phân biệt, sẽ có câu chuyện, sẽ có phán xét. Giờ Tú đi chơi với bạn ha, cái mình cứ tập thực hành quan sát bên trong mình, lúc mình vâng. gì bất ổn như Thành nó có cái gì bất ổn là coi nó là cái gì đó, lúc nào có cái bất ổn là quay quay lại bên trong quay nó là cái gì. Cháu làm từ từ như vậy đó, là tự nhiên lúc mình đi chơi với bạn đó mình thoải mái lắm, mình không phải thể hiện, tại vì tâm trí là muốn thể hiện, cái tôi muốn thể hiện đúng không, muốn xác mình, muốn được công nhận thương đó, nó đi xuống cái căn bản như vậy đó. Con người đó mình làm tất cả mọi chuyện để được công nhận, được nhìn thấy, để được thương, để được chấp nhận đó, đó là những cái mà mình làm một cách vô thức. Bây giờ mình thấy được quá trình đó rồi, à, cái tôi nó vậy đó, mình thấy được thì mình sẽ không làm đúng không, hoặc là mình vẫn làm cái đó không nên làm, thì nó đi quá trình như vậy, nó có cái sự cống cự là được, nó vẫn nói, nó vẫn làm, nó vẫn thể hiện. Mình nhìn thấy thì từ từ đó mình sẽ
bước lại và mình sẽ không làm được à, vì nó không thể. Đó là quá trình thực hành nó như vậy. Nếu mà cháu đem cái niềm vui mà được công nhận ra và niềm vui của sự vắng lặng cái tôi ạ, nếu mà mình sẽ dùng cái sự logic để mình so sánh thì cháu không 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 muốn cái sự niềm vui của được công nhận, vì cái niềm vui của được công nhận nó không 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 đã bằng cái an yên ở bên trong. Cháu cảm nhận là vậy. Như cháu gọi thì cháu gọi là cái niềm vui đấy, gọi là niềm vui bề mặt, niềm vui lông cạn. Bởi vì là như 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 Tú khi mà gom lại được một rổ rồi, khi mà phát hiện ra nó rồi thì tự nhiên là nó có một cái gì đấy là nó cứ dần dần nó cứ lặng lẽ thoải mái ở trong lòng mình, ở trong bản thân mình. Nó cứ lặng lẽ, nó vui vui sướng sướng, nó dễ chịu, nó thoải mái khi mình nhìn thấy nó. Thì cái sự vui vẻ đấy nó hơn là cái mà cái vui vẻ ngắn ngủi, cái sự mà mình đã biết rồi, cái sự mà mình kia nó tốt hơn rất nhiều, và nó mới là cái niềm vui chân thật của mình, vui vui. Con người vẫn sinh hoạt ở trong cái thế giới được công nhận, được thương, được hiểu. Mình cứ sống trong đó và mình không nhận ra nó tốn rất nhiều nỗ lực, tốn rất nhiều nỗ lực công sức ấy, để mà được cái sự công nhận đó, đúng không? Làm nhiều lắm, mình đầu tư vào thời gian để sự có sự thành đạt trong trong nghề nghiệp, trong tiền bạc, trong sự nghiệp, để mình được thương, để mình được công nhận, để mình được nhìn thấy. Nó như vậy đó, thực sự nó căn bản như vậy đó. Mình sẽ nhận ra đó, có lúc mình sẽ nhận quá nhiều công sức, quá nhiều công sức để mình được một cái lời khen, nó không có đủ, đúng không? Nó sẽ được và nó qua đi, nó giống như bong bóng, nó bong, mình thấy nó tốn nhiều công sức quá, mình sẽ nhìn ra điều đó mà mình sẽ hiểu được cái đó nó không có bền vững, và mình bớt cái nỗ lực để mà tìm cái đó, tại vì mình ý thức rồi nó muốn cái đó đó. À, mình nhận ra là mình có cái đó, trong mình nó có cái đó mà nó không cần phải được sự công nhận từ bên ngoài, tại vì mình nhìn thấy mình đó, mình nhìn thấy mình có cả, nó nhìn thấy cái con người này với những cái chương trình của nó, với những cái hệ vận hành của nó, thì cả nhìn thấy đó đó, cái đó nó cho mình cái sự công nhận. Mình có thể nói là cái mà mình đi tìm chính là cái đó, cái mà nhìn thấy mình, cái nó nhìn thấy hết tất cả những cái vái tuồng, những cái thủ thuật, những cái cách cư xử, cách ăn nói, cách suy nghĩ ở trong mình. Đó là cái tôi trong mình đó, nó mình thấy được hết những cái hoạt động của nó. À, lúc mà mình yên được, thấy được hết mà không có bị nó cuốn đó, thì nó có cái niềm vui đó. Niềm vui nó thanh thoảng, nó dễ chịu, nó yên lặng. Cái đó thì không thể mua được, cái đó không thể mua được. Ngoài tiệm mà nó bán cái đó chắc là mắc lắm á. Nếu mà nó bán cái đó chắc vài triệu á, mua được 5 phút, vài triệu, bỏ xuống 5 triệu mua được 5 phút. Thì cái đó phải trải nghiệm mới biết nó là cái gì hả, chứ còn nói thì đâu hiểu được, tâm trí không thể hiểu được cái đó. Phải trải nghiệm mới đó mới thấy được, à đúng rồi, cái này là cái mình thấy nó thơm, nó sâu, nó yên lặng. Eckhart Tolle gọi cái đó là niềm niềm vui của an nhiên tự tại.
niềm vui an nhiên tự tại. Cháu thấy một cái sự khác biệt là khi mà mình một người thực hành và một người người không thực hành họ thưởng thức cuộc sống như thế nào. Trước những cái trải nghiệm sáng nay của cháu á, mọi người nhìn nhìn núi non, nhìn hoa cỏ, thì những người mà họ dùng tâm trí quá nhiều thì họ sẽ bình phẩm rất là nhiều. Cái cây này như thế này, cái góc này như thế này, bố cục của này như thế này, như thế kia, họ bình phẩm rất là nhiều. Mà dường như là họ không thể ngồi trong im lặng để thưởng thức được. Cứ tầm khoảng độ 30 giây trong một nhóm mà không có ai cất lời lên là không, cái tâm trí của họ không thể chịu được. Họ buộc là họ phải nói một cái gì đó để cho cái sự im lặng đáng sợ trong ngoặc kép của tâm trí. Thì họ buộc họ họ phải lên tiếng để họ bình phẩm một cái thứ gì đó. Cái tâm trí mình nó sợ cái yên lặng đó. Vâng, rất sợ yên lặng. Các bạn để ý đi, mình hay nói cái gì đó bình phẩm để mà khỏa lấp cái khoảng lặng, tại tâm trí nó rất sợ khoảng lặng. Tại trong khoảng lặng đó đó, tâm trí nó không hiện hữu được, nó không thể hiện hữu được trong khoảng lặng. Cháu thì cháu sẽ cháu đánh cược là về sau là Tú là sẽ có cái kiểu là một là đi chơi với bạn, hai là ở nhà dưới cây. Cái việc này nó quan trọng như nhau. Quan trọng như nhau, cái mức độ mình đặt vào là mình không phân biệt nó lớn hơn cái gì, lớn hơn cái gì, nhỏ hơn đấy. Nó dưới cây cũng y như là đi chơi với bạn, đi uống bia. Em thấy Thì lúc là đấy thì dễ dạ hơn, dễ, rất dễ, cái gì cũng dễ. bây giờ cuộc sống của em nó không phải là theo kiểu là tôi đặt ra cái A cái B cái C nữa, mà em cứ để tự nhiên nó những gì nó đến đấy, kể cả những chuyến đi hôm nay chẳng hạn với bạn, nó gần như nó rất tự nhiên, mình không không có một gì tính trước. Thành nó tiếp cái ý của Dạ cháu. mà thấy cái mình em sự lựa chọn cái kiểu nó sống theo những cái gì nó sẽ diễn ra, thì thành ra là nhưng mà những gì diễn ra với mình ấy, cứ cứ rất rất chi là nó không biết là do cái tâm thức của mình không chống đối hay là như thế nào đó, nhưng mà mình cảm thấy rất là happy. Thì thế thôi, mình có muốn cái mình đi tìm ở đâu luôn. Vâng. Thì bây giờ chẳng hạn như là như cháu, như là bản thân cháu thôi, cũng 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 thích, cũng cũng có nhiều bạn bè, cũng thích có nhiều bạn bè chẳng hạn, nhưng mà cái việc mà mình ngồi mình ở nhà mình chơi một con chó cả buổi chiều, cái việc mà đi nhậu với bạn bè rồi tìm cách tìm những cái niềm vui khác, nó tốn công tốn sức hơn thì nó cũng thấy không có gì là không còn đặt cái gì hơn cái gì nữa. Mọi thứ nó đều quan trọng, đều rất là quan trọng, không có gì quan trọng hơn cái gì. Dạ Nó vui, nó còn vui.
gì đâu mà buồn ở đây, không mất cái gì đâu mà đã nó ổn hết, mọi thứ nó đều hỗ trợ mình để mình ổn hết. Mình ra vào được cái tầng rung động của cái nó nằm dưới tất cả những cái sinh hoạt này. Thì chú nghĩ trong trong cái địa cầu 5D đó, thì cái điều mình đang nói ở đây đó, nó tự nhiên như vậy đó. Mình thưởng thức được cái thời gian một mình. Bây giờ bạn của tủ đó ha, đó không chịu nổi cái sự yên lặng, luôn tìm một cái sinh hoạt nào đó sẽ luôn có sự bình phẩm, có cái sự tìm kiếm. Người ta làm mọi chuyện để tìm cái mình đang nói, nó là cái sự yên lặng, nó là cái sự tĩnh lặng, cái sự an ổn. Rất nhiều công sức nhá, mình tốn nhiều công sức lắm để mình tìm được cái đó. Mình muốn thành đạt, mình muốn có tài sản nhiều để mình được nhìn thấy, được công nhận. Vì mình đi tìm sự công nhận từ bên ngoài, nên mình nghĩ là mình phải đạt được cái này, đạt được cái kia để cảm thấy an toàn. Đó. Có nhiều tiền hơn để mà bạn bảo đảm sự an toàn của mình. Nhìn ra được cái nỗ lực của tâm trí, nỗ lực lắm, nỗ lực trong công việc, trong đời sống hàng ngày. Có bạn nhắn chủ này, chú đọc cho mọi người nghe này. Chú không có đọc tên nhưng mà chú sẽ đọc cái chia sẻ. Con đang bị nghiền nát, thọ địch tử bề, không biết làm sao để sống sót qua giai đoạn này. Là hôm qua, cái hôm qua con tiếp tục này, con cảm giác có thể phát điên, gặp tai nạn giao thông, chết vì bệnh tật, trầm cảm lo âu, không nghĩ là có thể sống sót. Chưa cháu quan sát thấy trạng thái tồi tệ, nó chú sức nặng của nó, mật độ của nó, sức công phá của nó sẽ giảm theo thời gian chú ạ. Khi nó lên đến đỉnh điểm rồi sẽ dịu lại và biến mất. Thì đó là cái quá trình tái tạo như chú nói hồi đầu buổi trong hôm nay, sự đập xuống những cái gì mà nó chưa có giải quyết, chưa có hoàn tất. Những cảm xúc, những khổ đau, những chấn thương ở trong mình, những cái sự cố chưa giải quyết, chưa ổn thỏa, thì cái mà không thể sống sót, các bạn nghĩ nó là cái gì? Cái gì không thể sống sót qua cái quá trình nâng cấp địa cầu? Cái gì không thể sống sót? Cái không thể sống sót đó nó cần được giải thoát. Cái gánh nặng của đời sống không thể chịu nổi, cái đó nó không thể chịu nổi. Thành ra cái mà cảm thấy áp lực đó là cái tôi của mình.
nó không thể sống sót được qua cái giai đoạn nâng cấp này. Nhưng mình nghĩ mình là cái đó, thành ra mình chậm, mình sợ, mình căng, tại mình tưởng mình là cái đó, cái đang chậm đợi. Mình là cái nhìn thấy cái sự chậm đợi đó, mình là cái nhìn thấy cái sự chậm đợi, cái tứ bề thọ địch đó. Mình là cái nhân vật, mình nhìn thấy cái nhân vật đang chậm đợi, đang chậm đợi từ bốn phía. Mình tưởng mình là cái nhân vật đó, mình sợ, mình nhìn thấy cái vở kịch vô cái giai đoạn căng thẳng, và mình đồng hóa một cái nhân vật đó, thành mình sợ, mình thấy mình chịu không nổi, chắc không có được. Đó là cảm giác của cái tôi ở trong mình. Rồi ở đây mình tưởng mình là cái tôi, nó có cái sự đồng hóa ở trong, trong khi mình chỉ là cái nhìn thấy cái tôi nó đang vật lộn, nó đang sợ, nó đang chống đỡ. Thì cái khổ trong đời sống chính là cái khổ của cái tôi đó, nó đang chống đỡ, nó muốn được an toàn, nó muốn được bảo đảm, nó muốn được sống sót, nó muốn được yêu thương, muốn được công nhận. Có thể tự mình không có nhìn ra cái điều đó, nhìn ra cái điều là cái tôi nó đang chống đỡ, nó đang sợ chết. Lúc mình nói ra đó, hả, mình chia sẻ đó, thì mình sẽ nhận ra, à, có cả nó nhìn thấy được tất cả những cái vật lộn đó ở trong mình. Nếu mình là nhân vật đang chống đỡ thì mình rất là khổ, rất là căng, đúng không? Nhưng mà nếu mình là cả nhìn thấy tất cả những cái tận tuồng đó đang trong mình đang căng, đang diễn ra, thì mình là chứng nhân thôi. Mình là chứng nhân nhìn thấy. Mình đóng vai là quan sát. Mình quan sát, mình là người chứng kiến, trung dung, có một thái độ. Mình tìm con cháu là cháu nó đặt cái tâm mình vào cái nơi mà trung dung, không không nghiêng cái gì hết. Và quan sát lặng lẽ, trong lặng lẽ, trong sự lặng lẽ hàng ngày. Có thể là khi được thành lời hoặc không thành lời, nhưng mà đa phần là trong sự lặng lẽ cảm nhận và cảm nhận nó. Thì cái sự lặng lẽ này thì tôi thấy là có thể là do tính cách hay là do cái gì đấy, hoặc là ai cũng làm thế. Nói thì cháu không không trò chuyện nhiều về chủ đề này ở ngoài nhóm hay bất kỳ đâu. Một cái sự mà cái quan sát cái tâm mình với cái thái độ lặng lẽ, với cái thái độ dần dần được bỏ những cái mà đang xếp rồi thì đã tên dần dần cái đấy, mình cứ dỡ lại bỏ dần, đặt chúng sang bên cạnh thôi. Mình không thể bỏ sang cả ngày được, đặt sang bên cạnh mình thấy nó ô cái lại ổn, thế thoải mái này, cái này ok này, dễ chịu này, không thấy có cái gì đang cấn ở đây. Và mình sẽ lần theo cái đường đó. Chứ không cầm kiếm đánh nhau, chứ không cầm kiếm cua khoáng lung tung nữa. Quan sát trong cái sự lặng lẽ đấy.
thì cũng khô khoáng lung tung thì nó cũng có tác dụng đấy, nhưng mà tác dụng phụ thôi. Mình tận hưởng những cái mà tai hại của nó đem lại và mình biết mình tránh, sau mình tránh tập đi tập lại, tập đi tập lại. Cháu nghĩ là mọi người thì rất là dễ làm với cái việc này, quan sát rất dễ và mình tự tự mình quan sát mình rất là, nó là cái việc làm cơ bản nhất trước khi làm bất kỳ một cái việc gì. Cảm nhận mình, quan sát mình, vì vì thế thì mình mới cảm nhận được thế giới, mình mới cảm nhận được sự sống. Mình không cảm nhận được mình thì mình không cảm nhận được cái gì hết. Mình không thật, mình không sống theo cái dòng cái mà sự sống nó đang đang có ở trong cái bản thân mình. Vì là như Tú nói, mọi người cũng không, sự yên lặng, cái sự tận hưởng cái giây phút hiện tại, gần như là ai cũng đang cố gắng là đặt nói một cái gì đấy, tìm cái tên rồi thì bàn về một cái chuyện gì đó để tìm kiếm một cái gì đó, nhưng mà họ không tận hưởng những cái mà bày ra, hiện bày ra ngay tại bây giờ, ngay tại đây, thì nó người ta cứ mà, nếu mà như vậy thì sẽ cảm thấy đến một lúc nào đấy nó sẽ đủ, họ sẽ thấy không ổn, không ổn với cái việc đấy, cho nên là không ổn được, và cứ sớm muộn sẽ phải, sẽ dẫn đến cái nơi mà người ta thấy không ổn nhất đấy, cái vào tường, khúc vào tường này. Như cháu là cháu hay cháu dùng cái từ là cháu húc vào tường. Đau đầu quá thế là phải quay ra tìm cái hướng khác, tìm một lối suy nghĩ khác để mà đặt câu hỏi. Thì cái thực hành mà hiện diện á, nó là một cái thực hành có thể là mình chưa có làm được. Ví dụ như cái bạn nó chia sẻ mà chú vừa đọc đó, tức là tứ bề thọ địch đó, nó hỗn độn, nó khắp mọi phía. Thì nếu tâm trí thực hành đó, thì tìm cách giải quyết, sẽ suy nghĩ, sẽ căng thẳng, sẽ đối chọi, sẽ đấu tranh, sẽ vật lộn với cái đang hiện diễn ra. Đó là tâm trí. Còn nếu mình thực hành nhưng mà không thực hành, tức là chỉ coi nó là cái gì, lặng lẽ quan sát, tức là mình không có động não. Nếu mình động não tức là mình đang muốn triệt nữa, mình muốn giải quyết vấn đề, mình chỉ yên lặng lắng nghe coi cái gì xảy ra, tức là mình không có đe dọa cái đó, mình chỉ muốn hiểu, muốn nghe, muốn có mặt với cái đó. Thì cái hiểu nó sẽ đến nhờ sự có mặt với cái đó. Như bây giờ trong trong mình nó có cái bất ổn hả, mà bây giờ thì nó rõ lắm. Nó có là nó ra liền, nó có nó xuất hiện liền. Thì bây giờ mình có thực hành hiện diện với cái bất ổn đó không, từ cái yên lặng, từ cái lắng nghe, từ cái không nỗ lực, thì nó mới thực sự mình có thể mình ra vào cái chỗ đó. Tức là mình tìm cái chỗ bất ổn ra là chỗ nào đó, nó là cái gì đó, tức là những câu hỏi mà nó tò mò như vậy, không có ý làm gì cả, không có ý muốn thay đổi, không có ý muốn triệt nữa, không ý muốn dẹp nữa, không có cái ý muốn chữa lành gì cả, chỉ là coi nó là cái gì, nó ở đâu đó, là chỗ nằm trong mình. Rồi hai cái ý đó không là nó sẽ hướng mình tới cái chỗ, ngay cái chỗ mà nó bất ổn đó, cứ thế này. Mình thực hành đúng như là Thanh nói đó, yên lặng có mặt với cái chỗ bất ổn đó.
thì mình sẽ nhận ra nó có hiện sự hiện diện, để nhận ra được cái vấn đề nó là cái gì. Một cái hối tiếc về cái chuyện quá khứ, một cái sự bất đồng chưa giải quyết, một cái lo lắng, một cái bất mãn, một cái gì đó. Và mình chỉ cần có mặt thôi thì nó sẽ tự nhiên nó lắng lại. Có mặt đủ lâu với cái chỗ đó, cái lúc nó lắng lại cái nó dễ chịu quá, dễ chịu quá, nó làm cho mình biết à đúng rồi, thực hành là như vậy đó, có mặt với cái chỗ đó thì tự nhiên cái sự chuyển hóa nó xảy ra một cách tự nhiên thôi, mình không cần có cái ý gì cả. Có cái ý thì là không được. Có sự áp đặt, có cái tôi xen vào. Mình đi tìm cái đó đó, mình đi tìm cái sự lặng lẽ đó, mình có biết đó là cái mình đi tìm. Thành ra mình thực hành có cái gì bất ổn thì mình ra vào cái chỗ đó, mình hiện diện với nó, mình lắng nghe, mình hiểu thấu nó là cái gì, tự nhiên nó tan nha. Và mình càng thực hành được như vậy thì mình là càng trở về cái chỗ đó, cái chỗ mà lặng lẽ đó trong mình. Mình sẽ nhận ra được à, đúng rồi, nó có cái này ở đây, có cái lặng lẽ ở đây, có cái biết hết ở đây. Thì cái phương pháp mà chú nói mà quan sát thì tự nhiên là sau cái quá trình đấy thì nó là một cái quá trình tự nhiên nó xảy ra, nó mình quan sát là lúc đấy là mình để cho cái quá trình tự nhiên nó xảy ra chứ không phải là mình nỗ lực làm cái gì. Là cháu trước là cháu bị hiểu lầm một cái đoạn là quan sát là mình làm gì với cái việc quan sát, mình thấy cái gì thì mình làm gì với nó, mình bắt đầu là mình đi tìm những cái mà mình càng đi theo cái hướng đó thì mình lại càng càng năng sang hơn, lại 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 mất cái sự lặng lẽ, mất cái sự mất đi cái sự lặng lẽ, cái sự âm thầm, cái sự yên lặng. Thì nó lại càng dẫn đi đến cái ngoài chân tường. Cái tâm trí xen vào đó, nó muốn hiểu, nó muốn giải pháp, nó muốn làm cái gì đó trong cái tự thân của cái sự lặng lẽ đó, nó thấy, nó biết. Và cái thấy biết đó nó đi sâu vào, nó sâu vào, nó sâu vào, nó sâu vào, nó thẩm thấu vào cái mà bất ổn ở trong mình. Những cái câu hỏi mà mình thấy mình làm sáng, mình muốn làm sáng tỏ ra thì nó cái câu hỏi đấy nó được gắn một cái đèn, mỗi một cái câu hỏi nó gắn một cái đèn, và cái câu hỏi nó đi đến đâu, mình có hỏi đến đâu là cái chỗ đấy, khu vực đó nó sẽ tỏ ra một chút, nó Sáng. sáng lên. Và thì cháu nghĩ là cái câu hỏi nó đính kèm cái đèn. Nó hay ho ở cái chỗ đó, tự động là cái quá trình tự nhiên nó như vậy rồi, cái câu hỏi nó mang theo cái đèn, nó mang theo cái sự làm sáng tỏ, nó làm cái nghĩa là câu trả lời đi theo.
trong cái gì lặng lẽ của mình á, nó có cái gọi là nó có câu hỏi ở trong, nhưng mà cái đó là nó tự nhiên. Ví dụ như là mình cảm thấy một sự bất ổn ở trong mình, thì mình thắc mắc gì đây đó. Cái tò mò của đứa trẻ Ừ, chú. cái gì vậy, cái gì vậy? Thì cái gì vậy đó nó là một phần của cái sự lặng lẽ đó, nó tò mò, nó muốn hiểu, nó thắc mắc. Thì lúc mà mình đi vào trong cái sự bất ổn đó, thì chỉ cần là cái gì vậy, cái gì vậy, nó tiếp tục như vậy, nó không hỏi thành lời đâu, nhưng mà nó là cái nó muốn hiểu cái đó, nó muốn thấy, nó muốn hiểu cái đó là cái gì vậy. Thì cái sự tò mò đó nó là cái tính chất của cái sự lặng lẽ đó trong mình. Nó muốn hiểu, nó muốn thấy cái gì đó. Thì hôm trước Mỹ Vân nói đó, đó. Osho có cái câu là mình có thực sự hiểu cái này không? Đó, là một cách khác của cái này là cái gì vậy? Một cách khác. Mình có thực sự biết nó không? Đó, thì lúc mình nói như vậy đó, thì tự nhiên nó sẽ, cái điểm sẽ sáng ra là cái chỗ. Tại cái chỗ chưa hiểu nó sẽ, đấy này, đấy này. Nó sẽ ra dấu cho mình. Và cái sự nhận biết nó sẽ ra vào ngay chỗ đó. Nếu mình làm được như vậy đó, thì mình sẽ rất là hạnh phúc. Thực hành được như vậy đó. Thực hành được là mình ra vào được cái chỗ nó bất ổn ở trong mình, mà mình đi sâu vào trong đó, và mình hóa giải được cái đó một cách tự nhiên thôi, không có ý gì hết, tự nhiên nó sẽ được bung ra. Thì mình sẽ cảm thấy được cái sự, cái niềm vui đó của lặng lẽ đó. Mình hiểu đúng rồi, đây là cách thực hành. À, cái này là mình nghe bởi vì mình mới hiểu, đúng rồi, nó là cách thực hành đó. Đúng đắn. Thì cứ làm sai đi, không sai, cứ làm sai thì sẽ đặt câu hỏi, không có sợ làm sai, quá trình Nghe gặp làm sai thì cũng hơi ổn chứ. phải Nó phải cũng dễ có, rồi. à, Dạ. phải có 9.000, sẽ có 10.000 lần sai thì cái lần 10.000 lại một mới đúng, đúng không? Quá trình khám phá mà. Thì mình lựa chọn thì là mình trải nghiệm cái khám phá đó. Thì mình cứ mạnh dạn thôi, chứ có cái gì có làm sao đâu, vẫn ngồi đây vẫn như thế này bình thường, chẳng ảnh hưởng gì, chẳng chẳng có vấn đề gì cả. Tâm trí thì dọa đó ha, tưởng bây giờ thọ được rồi mày sẽ chết, đúng không? Trong cái dọa của nó, tưởng bây giờ thọ được mày sẽ chết, mà nó cảm thấy chơi với cái tôi, nó đang cảm thấy chơi với, mà mình nhìn thấy tất cả những cái đó. Thường mình bị cuốn vào trong cái bối rối đó, đồng hóa với cái bối rối đó, mình không có thấy là có cái nó thấy hết, mà nó không sai hết á, thấy hết tất cả những cái bối rối đó, thấy hết cái bi kịch đang đấu tranh, đang muốn được sống còn đó. Để mình chứng minh, để mình chứng nhận, nhìn thấy những cái đó, tiếp tục nhìn thấy, nhìn thấy, nhìn thấy, nó sẽ thay đổi, đúng không? Tại vì cái sự nhận biết đang chiếu vào cái bất ổn đó. Cái sự thay đổi mà nó xảy ra đấy, nó là cái hệ quả, có nghĩa là cái đó mới là cái hệ quả thôi, còn mình cứ quan sát và đối diện với nó, quan sát thế thôi, thì cái quá trình sau đó là nó là cái hệ quả rồi, mình không phải nghĩ đến nó là đương nhiên xảy ra.
Hiện mình quả không tất phải yếu. tìm cái gì ở đấy cả, hay quả tất Hiện quả yếu. tất yếu. Thì Nếu mình muốn cố, bắn một cái tên ra và nếu mình cố có một kết quả thì không được, là nó có tâm lý đó. à. Tiếng Anh nó có cái chữ gọi là see, to see, tức là nhìn thấy đó, S-E-E, S-S-E-E, to see. Thì nó có cái danh từ gọi là seer, tức là cái người nhìn thấy. Dịch nôm na là vậy. Nhưng mà dịch cho đúng đó, thì nó là sự nhìn thấy. Sự nhìn thấy. Thì trong cái cháu nói đó thằng, mà coi cái gì, có gì vậy? Trong cái lặng lẽ, nó có sự nhìn thấy. Mình có thể gọi cái đó là sự nhận biết. The seer đó, cái nhìn thấy. Nếu các bạn nghe và cái này nghe những cái này bằng cái tâm trí nó chịu nổi điền không, không hiểu nổi, mình chỉ nghe thôi, trong mình nó có cả, nó hiểu, nó hiểu cái điều đang nói. Các bạn nào muốn hỏi gì nữa không? Mình có sao hỏi Ok. cháu cứ sau mỗi cái buổi nói chuyện với người khác ạ, hay là kết thúc một cái buổi trò chuyện đi gặp gỡ ai đó, thì sau đó là những cái tiếng vọng của những cái người tham gia cuộc gặp gỡ đó nó cứ vọng lên trong đầu cháu thôi, hay là những tiếng nói của cháu nó cứ vọng 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 lại thôi, hay là như vừa rồi nên cháu vừa lên cháu chia sẻ một ít này, thì sau đó thì nó vẫn vẫn cứ vọng. Thì Ý cháu muốn hỏi chú là có viên thuốc sao mua để cho nó khỏi vòng này sao? cháu là vâng cũng muốn hỏi là bây giờ là làm như thế nào. Đó là cái khả năng thu lại của cái tâm trí, của cái tàng thức ở trong mình, nó ghi nhận hết tất cả những gì xảy ra. Thành nó có cái tiếng vang vọng là vậy đó, nó vang lại cái tiếng câu chuyện. Có khi nó có một cái bài nhạc, bài hát nó cứ cứ lệnh vợ trong đầu mình rồi đó. Ông vợ phiền, ông có viết cái bài văn, đoạn văn ấy, ông nói là trong đầu tôi thì nó có cái câu là con kiển nó leo cành cành gì để đi vào đi ra gì đó. Để cả trong đầu thì nó có cái câu ca dao như vậy, nên nó cứ vang lên như vậy. Cái đấy cháu gọi là thủng tai đó chú, bị thủng tai. Cái lời bài hát, cái lời ca dao gì đấy nó đi vào trong tai này và nó bị bục ra, thế nó nằm luôn trong đầu mình một thời gian và nó ở lại đấy, nó kẹt trong đấy không ra được. Cháu gọi nó là thủng tai. Mình nghe một cái gì đấy nhiều và mình thích thì sẽ lưu lại ở đấy, nó có cái copy ở đấy.
đó đó, nó có một bản copy một đoạn ngắn ngắn bị hơi bị lỗi lỗi một tí, nhưng mà nó có tồn tại nó. Nhiều khi nó biểu hiện bằng một câu nói của ba mình nói bên ha. Ông phản như một câu cái mình cứ nghe hoài câu đó mình run rẩy, mọi lần mình nghe mình run rẩy, dù như ông bảo mày là cái đồ bất tích vô vô tích sự vậy đó. Phản như một câu như vậy bởi một cái việc gì mình làm đó, phản như một câu như vậy trong đầu mình cứ vang lên câu hỏi, mà mình trong vô thức mình sẽ sống đúng như cái đời lời phán xét đó. Mà nó chỉ nói là trong bất chợt thôi, ông nói về thế ông quên mất, nhưng trong mình nó cứ nhớ hoài câu hỏi câu nói đó, trong cái tư tưởng đã thành một cái niềm tin về bản thân mình. Chuyện tú nói ai nói gì nó vang vang thì cũng đỡ. Nó có những cái xét mà mình cứ nhớ hoài như vậy đó, trong vô thức mình ghim vào trong trong vô thức của mình, và mình sống y chang như vậy, y như cái câu nói đó. Đó là cái mà mình nhận ra à, trong mình nó có những hệ niềm tín làm cho mình trở thành một cá thể không ra gì đó. Kết luận của nó đó. Và mình sống y Cái chang, giờ rất là có. mình sống y chang theo cái câu đó, mình nhận được cái đó đó à, cái bất ổn này là có cái câu đó, cái bất ổn này là từ cái câu đó, mày là kẻ không ra gì đó. Nghe cái tiếng già nó rạc rạc đâu mình hết đó, chịu không nổi đó. Một kẻ không ra gì làm sao thoải mái được đúng không? Cái phán xét đó là mình chịu cái hậu quả, thì tâm trí là nó ghi lại như vậy, khả năng thu thu của nó là như vậy, nó nghe cái gì nó cũng ghi lại hết, và đem ra nó xào lẩu xào nấu, thỉnh thoảng là đem ra xào nấu thêm gia vị vào. Đúng rồi, hôm trước vừa mình cũng nói vậy, anh nó làm gì cũng được hết đó, vậy ta sẽ làm gì cũng sai hết đó. Bây giờ những câu vô tư vô phạt như vậy, nó cộng với câu về quá khứ mà ông già mình nói với mình rồi chịu không nổi. Thì có người nói với cháu là họ có mất đến 10 hoặc là 20 năm để mà quên được, để mà giải quyết được cái một cái câu nói của một cái người rất là quan trọng với họ. Thì mình khi mình ý thức được cái điều đó thì mình sẽ có một cái cẩn trọng hơn trong cái đời sống của mình. Có những người mà nói với cháu là họ mất 10 năm để vượt qua được một cái lời phán xét của một cái người khác, mà thực ra đó là cái lời vu vơ, người ta nói xong người ta quên luôn, người ta cũng chẳng nhớ cái gì vào cái lúc đó, vào cái thời điểm đó, cái lời nói ra được thốt ra hết và hết rồi, đối với người kia là hết, nhưng mà cái người này mang theo tận 10 năm, mười mấy năm, mà đó là cái sự mà khi mà người ta biết được, ta biết được rồi, khi mà người ta biết được à, cái này nó là cái nó vang vọng vẫn còn nằm trong mình, mà người ta khi mà người ta biết được rồi, người ta tự nhiên người ta bung ra, người ta cởi trói được, và đó là người ta khi mà người ta được tự do, đó là cái thời điểm mà người ta được tự do nhất trong cái cuộc đời của người ta. Người ta biết được mình là cái gì, biết được mình là cái gì chứ không phải là cái này, biết được à, mình không phải là cái gì, mình không là cái gì. Biết được như thế và tự nhiên là cái nó được cởi trói, nó được cái tự do, và cái tự do đấy thì nó mới là cái tự do. Rất là quan trọng với tự do đối với một người, dù ít hay dù nhiều thì ai cũng cũng sẽ có những cái tiếng nói vang vọng, hoặc là có những cái thêu dệt trong cái tâm trí của người ta đang tồn tại, là người ta cũng cần mất thời gian để người ta đạt được cái tự do kia. Có người thì cả đời cũng không không vượt qua được, có người rất là cao tuổi rồi nhưng mà cũng không chưa vượt được qua, cho thấy là cũng có người vẫn vì câu nói, vẫn vì những cái mà từ ngày rất xa xưa 30 40 năm người ta vẫn nhớ nhau chứ. Năm 60 năm bây giờ Anh em mình từng cũng trải qua. già đó, 60 70 tuổi mà những cái câu nói hơi hơi bé đó vẫn còn nhớ, Vẫn ghi còn nhớ. vào trong. Thì bây giờ đó những cái đó nó sẽ ra bằng cái sự khó chịu ở trong mình, bất ổn trong mình, là mình ra vào cái chỗ bất ổn mình sẽ nghe câu nói đó,
mà nếu mình giỏi nữa đây mình hỏi chú Hằng, chú Hằng đây nó có câu này chú, sao vậy chú, do làm sao chú, thực hành sao đây chú, mình sẽ hỏi được, tại vì mình thực hành mình ra vào cái chỗ đó, mình nghe được câu nói đó, mình nghe có cái câu nói như vậy, thì cái bạn mà chia sẻ tứ bề thọ định đấy đó, anh nó có nhiều câu nói lắm, có những cái chấn thương trong quá khứ mà mình chưa có hóa giải nó, chưa giải quyết nó được, chưa ổn thỏa, thì nó sẽ trở lại một lúc ảo ạt như vậy, đông tây nam bắc gì cũng ồn hết, cũng nói cũng tranh luận, cũng căng thẳng, cũng giận dữ, cũng sợ hãi, cũng ghét bỏ. Mình phải lắng nghe được cái chỗ bất ổn thì mình mới thấy được những cái đó, mà mình thấy đủ lâu đó thì mình sẽ có cái nhận thức à, cái này là ông nói ngày xưa ông nói về thế chứ mình quên mất đó, cái nhận thức đó mới giải thoát được cho mình, tại vì mình có mặt hiện diện ở cái chỗ đó mình mới thấy được à đúng rồi, cái đó ông quên mất tiêu rồi, là mình hóa giải được cái niềm tin mà mình đã mang vào trong cái tâm thức của mình. Các bạn bảo cháu căng thẳng đau vô tử luôn đấy đó, lo lắng là sẽ đau vô tử, nhưng mà các bạn học đông y sẽ biết lo lắng thì ảnh hưởng cái bộ phận nào vô tử, Dạ. sợ thì là sợ sẽ bị gan đó, sợ là gan với mật đó, sẽ bình bình về gan mật nên mình sợ hãi nhiều quá. Giận thì sẽ bị tim, bệnh tim, nhưng mà cái làm cho mình không có dám đối diện là mình sẽ chết, và nó dọa đó mày sẽ chết mày không thể trốn được đâu đó, như các bạn mới chia sẻ với chủ đó tứ bề thọ định không qua được đâu, mày sẽ bị tai nạn, mày sẽ bị bệnh, mày sẽ đây nè, nó dọa đó đó, dọa mình rối mắt. Thì trong trường hợp đó đó mình nghe những câu nói đó đó, khi mình thực hành đón nhận và sư thừng, nếu mà chết hả thì cho chết luôn, tức là nếu mà cái này nó những cái dọa của nó cái hệ quả xấu nhất là chết, cho chết luôn đón nhận, nếu đó là cái hệ quả xấu nhất. Cái lúc mình đón nhận cái chết rồi thì mình đâu có sợ nữa đúng không? Tại cái sợ nhất là chết. Mà lúc mình đón nhận nó rồi thì mình đâu có sợ nữa, đúng không? Tại mình sợ, mình không đón nhận thành nên mình vẫn đấu tranh, vẫn tìm cách thoát, mình vẫn tìm cái lối thoát, mình vẫn vật lộn, mình vẫn tránh cả, mình vẫn tránh né. Thành ra trong thực mà rối loạn như vậy đó, hả? Tưởng bây giờ tôi định như vậy đó. Mình hỏi, cái gì là cái hệ quả xấu nhất của cái những cái vấn đề này, đây là cái gì, mày sẽ chết đó, anh nói về là mày sẽ chết, cái mình này vậy thôi hả, chỉ có chết thôi hả, được được chết được. À, được, thế là cho chết luôn thì nó đâu còn dọa rồi đó đúng không, tại vì cái sẽ chết là cả nó dọa và mình sợ, bây giờ mình cho chết luôn, chết thì cho chết, thì trong vòng khoảng 10 phút sau là nó hết, đúng không? Tại vì chết là cái mình không đón nhận cái hệ quả những cái lời đe dọa đó, mình sẽ chết, mình sợ chết, không muốn chết, thằng cái tẩm nẻ vật lộn với nó. Bây giờ mình đón nhận với sư dụng cho chết luôn, tại đó là cái điều nó dọa mình đúng không? Cho nó chết luôn, thì tự nhiên nó 10 phút sau là nó hết rồi, hay như vậy đó. Những trường hợp sẽ được được phơi ra đó chú, Trong cái lặng những trường lẽ, hợp sẽ trong được lặng phơi lẽ đó, à, mình thấy được đúng rồi, nó dọa mình chết và mình sợ chết, trong mình nó có cái sợ chết, bây giờ mình đi vào trong cái sợ của cái chết, sợ chết đó, cái tư tưởng sợ chết đó, mình hiện diện với cái sợ chết đó, đi vào trong cái tư tưởng đó, trong cái cảm xúc đó,
mình cảm được cái sự chết, cái căng thẳng của nó hiện diện thôi, lặng lẽ. Cái một lúc nó hết à, à một lúc nó hết à, mình hiện diện với cái sự chết, cái lo sợ đó, cái lo sợ không thể tồn tại được dù đó là sự chết. Thì lúc mà cái cảm giác sợ nó tan đi thì khỏe quá. Mình vừa đi qua được một cái cơn bão. Mình thấy dễ chịu, thấy thoải mái. Và mình có cái can đảm để lên tới mình làm như vậy. Rồi, bây giờ mình dừng buổi vấn đáp ở đây. Mình bắt đầu buổi thiền.